các bạn phải chịu khó thành lập những cái nhóm nhỏ và luyện tập với nhau, và thành lập những nhóm nhỏ không cần đông đâu. Một bạn tổng có thể là làm chung, nhưng mà có thể chia thành các nhóm khoảng 6 người, tập viết content hàng ngày và tập nhận xét cho nhau. Tập nhận xét cho nhau thì các bạn mới thành công được. Trong cái nghề content này chẳng có ai nói là viết hay cả, mà chỉ có ai mà làm và luyện tập được nhiều, luyện tập nhiều thì mới lên thôi. Đó, ok. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái chủ đề tên gọi là DISC. DISC. DISC là gì? Thì hôm rồi các bạn đã từng được học. Các bạn đã học hết chưa? Hôm rồi mình like ở trên Facebook, mình đã chia sẻ kỹ và khá là rõ về DISC, nhận diện mẫu hình DISC. Và thứ hai là cách làm sao để thay đổi bản thân mình theo DISC. Nó có bản test và mình vẫn chưa có thời gian để mình chia sẻ được cái bản test đó. Ok chưa? Thì DISC, ai xem DISC rồi comment để xem nào. Xem DISC chưa? Buổi hôm rồi mình chia sẻ xong. Ai xem về DISC rồi comment nhé. Và hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách để phát hiện khách hàng thuộc nhóm gì. Mình bán hàng cho người D khác, bán hàng cho người S khác, bán hàng cho người I khác và bán hàng cho người C khác. Ai chưa học DISC thì là lỗi tại các bạn. Mình đã nhắc rất là rõ hôm vừa rồi là phải xem cái live stream thật kỹ không? Xem cái live đó mà ai đang xây dựng phát triển đội nhóm, các bạn cũng sẽ biết cách để làm việc với đội nhóm mình luôn. Để phân tích lựa chọn những người trong đội nhóm. Rồi, bây giờ thì chúng ta nhận diện người khác như thế, và ngày hôm nay sẽ bắt đầu nhận diện khách hàng. Đó, nhận diện khách hàng nhé. Bởi các bạn có nhớ nguyên tắc của chúng ta học không ạ? Chúng ta xây dựng thương hiệu là gì? Theo cách khách hàng muốn. Và tương tự, bán hàng cũng thế, là bán theo cách họ thích. À, ok, chị Hương xem lại lần 2 là hay quá. Các bạn nhớ nhé, xây dựng thương hiệu, xây dựng Facebook là theo cách mà họ muốn, là theo cách họ muốn, họ muốn đấy. Và bán hàng thì phải bán theo cái phong cách mà họ đang thích. Hãy nhớ cho mình điều đó nhé, bán hàng là phải bán theo phong cách của họ đang thích, chứ phải bán hàng là bán theo cách mà mình thích. Đó. Nếu bán theo cách mình thích, các bạn sẽ khó đạt được tỷ lệ cao trong bán hàng. Em đang cố gắng qua người đi, em cứ luyện tập nhiều và em huấn luyện nhiều rồi em tạo động lực mạnh lên nhanh lắm, sang người đi nhanh. Đó. Thì nhớ nhận bán hàng cũng theo cái phong cách mà họ thích. Người đi họ thích phong cách gì thì chúng ta phải phân tích được ra, chúng ta bán theo phong cách đấy. Đó. Bây giờ mình hơn hỏi các bạn này, một ai đó nhắn tin cho bạn, họ hỏi về sản phẩm. Khi họ nhắn tin cho bạn, bạn có thể biết họ thuộc nhóm người gì không? Tôi sẽ hỏi các bạn nhé. Cái kiến thức này các bạn không nên có sách dạy đâu nhé, bởi đây là cái ta đang làm. Và cái này là cái cũng đặc biệt, không có ngoài. Chính vì thế live stream này xóa rất nhanh. Bây giờ mình hỏi các bạn câu đấy, các bạn thấy một người nhắn tin, các bạn có thể biết được họ thuộc nhóm gì để bán không? Bạn có biết được họ nên tư vấn họ theo phong cách nào không? Nên chia sẻ họ theo phong cách nào không? Nào, mình hỏi các bạn có thể biết được điều đó chỉ thông qua một vài tin nhắn họ nhắn cho bạn. Chúng ta phân tích ra được cái đấy thì chúng ta bán hàng mới thành công được. Chứ bây giờ các bạn người ta nhắn tin là chị ơi, cho em hỏi sản phẩm chị cái, thì ngay bằng một phát chúng ta đã gì? Ôi chị ơi, sản phẩm bên em là nó có những công dụng như sau, là không biết chị gặp vấn đề gì, xong một loạt công dụng ra đó. Ok đó, và là những công dụng bên em đấy, nói như thế thôi. Bạn hỏi xem họ có mua hàng không, toàn các bạn toàn bán, nói được một vài câu cho một cái tiêu chí dài đường này về các thông số về sản phẩm đấy, nói một loạt các thông số về sản phẩm, và khách hàng không một ai thích cái điều đó. Nếu người quen thì biết ạ, còn người lạ thì không biết ạ. Ok rồi. Và đây là một cách nhận diện trực quan, nó sẽ đảm bảo được với những cái gì mà mình có chia sẻ các bạn bây giờ nhé. Chúng ta có thể đoán được đến 90% đúng, 90% đúng về một người nào đó, khách hàng nhắn tin tư vấn cho chúng ta. Đó, 90% đúng. Đó, đúng không? Có thể mấy câu hoặc một vài ý đầu tiên có thể nhắn tin được ngay, để ý. Đầu tiên, theo các bạn, Facebook của các nhóm DISC, cách họ chia sẻ trên Facebook như thế nào? Nào, những ai người đi, những ai người A, những ai người S, những ai người C ở đây, thử suy nghĩ xem mình thường xuyên chia sẻ Facebook theo kiểu gì, thường xuyên chia sẻ và nói về cái điều gì nhiều trên Facebook của mình. Giả dụ nếu như các bạn không phải là dân kinh doanh online nhé, giả sử đi chúng ta không phải dân kinh doanh online ấy, chúng ta chỉ nhớ lại xem hay là chia sẻ của gì. Mình lấy ví dụ này, người đi ở đây cũng khá các bạn. Người đi, các bạn biết người đi họ hay chia sẻ về cái gì không? Những cái thông số của người đi là gì? Người đi, nhóm khách hàng người đi có tử huyệt là tử huyệt về danh tiếng. Các bạn ghi nhớ cho tôi là tử huyệt nhé. Tử huyệt khách hàng người đi là tử huyệt về danh tiếng. Họ thích được khen, thích được công nhận, thích được bảo là cái gì hay, cái gì tuyệt vời. Đấy là người đi. Người đi rất là thích chia sẻ trên Facebook rất là nhiều. Nếu nó viết bài trên Facebook ấy, đó, phân tay này.
người đi và người ai người đi và người ai chia sẻ khá là nhiều các bài viết trên Facebook. Phân biệt này cho nó dễ nhá, không phân biệt theo từng nhóm đi hay gì, mà phân biệt về sự chia sẻ. Nếu như không phải là một người kinh doanh, ấy, thì xu hướng của người đi và người ai là rất thích chia sẻ, thích viết bài trên Facebook. Còn người S và người C cực kỳ ít viết bài. Các bạn để xem thấy không? Nếu ai người S, người C, nếu các bạn không phải viết bài, các bạn không viết đâu. Chẳng qua bị ép bán hàng, các bạn phải viết thôi. Nào, xem có đúng không? Đấy, cái nhóm người đi, người S, người C cực kỳ ngại viết và cực kỳ ít viết bài. Tỷ lệ bài viết có rất thấp, đặc biệt là người C. Phây họ không có bài luôn. Nếu để cả tháng không viết bài cũng không cần viết luôn. Có đúng không ạ? Chả làm sao cả. Suốt ngày vào Facebook vẫn xem, vẫn like, bình luận nhưng chẳng được viết bài. Còn nhóm đi và nhóm ai thì cực kỳ chịu khó viết. Chẳng cần phải ép viết bài, xây dựng bài viết. Có khi cả ngày các ông đi và ông ai phải viết đến 2-3 status. Đó. Đấy, nên vào Facebook mà thấy nó ít viết bài, đa phần những người đó là những người nhóm S và nhóm C. Đó. Còn viết bài nhiều là đi và ai. Đấy, cách nhận diện số 1. Có bạn nào thấy điều này không? Những bạn nào đang nhóm S và C hoặc đi hoặc ai thử cảm nhận xem đúng không? Đấy. Và khi đó một khách hàng nhắn đi cho tớ nhá, nhắn đi cho tớ sẽ kích luôn vào cái face của họ để vào Facebook để xem họ là người gì. Sau đó tớ bắt đầu mới tớ quay lại tớ tư vấn theo phong cách. Làm mình sẽ nói các bạn nhé, tư vấn theo các dạng phong cách. Đó, cái là tư vấn theo các dạng phong cách. Nào, những ai thấy đúng comment vào nào, thì hay không? Đấy, đây chỉ bằng một thủ thuật khá đơn giản chúng ta đã phát hiện được ra hai cái ranh giới riêng DC, DI và SC thành hai ranh giới riêng. Ok chưa? Ghi kỹ tờ ký 1 đấy nhá. Ghi kỹ tờ ký 1 đó. Tiếp theo này. Tiếp theo nhá. Cái sự phân biệt tiếp theo, sự nổi trội của người đi và người ai là họ khá là thích, đặc biệt là người đi, khá là thích chia sẻ về hình ảnh, về bản thân họ, về gia đình họ. Về bản thân họ là nhiều. Về đặc biệt là người đi, họ khá là thích chia sẻ những hình ảnh họ ăn mặc đẹp. Đấy, các góc cạnh của họ đẹp, rồi selfie đẹp, những cái gì đẹp. Họ rất thích chia sẻ. Họ có mua được cái gì mới, đặc biệt người đi các bạn nhé. Người ai có nhưng không mạnh người đi. Người đi có cái gì mới, mua được phát, ta chụp phát, ta khoe lên Facebook luôn. Đấy, tính người đi họ vì là danh tiếng mà. Nên cái tỷ lệ khoe của họ cao hơn các nhóm khác. Đấy. Nên là Facebook mà các bạn thấy họ mua được cái gì mới, khoe luôn. Có cái gì hay khoe luôn, có cái gì đặc biệt khoe luôn. Đó là người đi. Đúng không? Đấy là thuần người đi thôi. Còn tỷ lệ khoe ít là mới là người ai. Đó, người ai. Nhưng mà đi và ai đều thích khoe về hình ảnh bản thân, hình ảnh body, hình ảnh về cơ thể. Nói chung là họ thích chia sẻ về những cái gì về họ nhiều hơn. Họ thích chia sẻ về cái gì để người khác khen nhiều hơn. Chia sẻ những cái gì về họ làm được nhiều hơn. Đấy. Ngược lại, người S nếu có chia sẻ, đăng ảnh, đăng bài, họ thường xu hướng đăng bài về gia đình. Người S thích đăng bài về gia đình. Các bạn người S nếu mà suy nghĩ đăng bài, phát lập tức cái đầu lóe lên là hình ảnh về gia đình luôn và đăng về gia đình. Còn người C chẳng thấy nó đăng gì. Thằng C là thằng kiệm lời nhất. Gia đình nó không đăng, bản thân nó không đăng. Vào Facebook của mấy thằng người C chỉ thấy thỉnh thoảng có vài cái đã chia sẻ cái gì trên Facebook. Đó, đấy là thằng người C. Nó chỉ chia sẻ, nó còn cả tháng nó chẳng đăng một bài luôn. Đây là cái điều số 2 để phân biệt giữa người D, I và người SC. Nào, có ai thấy chuẩn không? Điều số 2 các bạn thấy không? Chuẩn không? Đấy, chưa cần nhắn tin nhá, chỉ cần kích vào Facebook nó phát là nhìn thấy ngay. Đó, và đặc biệt là người S nhìn thì nó cứ chia sẻ với gia đình một phát. Hơi, ta biết ngay mày là người S rồi. Nếu thiên D, S thì lại cứ chia sẻ về cuộc sống, về kinh doanh, về hình ảnh bản thân, hình ảnh gia đình. Tức là nó kết hợp lẫn nhau vào đấy. Có những người sẽ dẫn lộn giữa hai thứ, nhưng bản thân mỗi người đều có sự chủ đạo. Các bạn thấy sao? C đây, tại sao tôi bảo huấn luyện tìm mấy người C để làm kinh doanh mệt lắm, nó chẳng đăng cái gì. Nó đã phân tích nhiều sản phẩm, nhưng lúc bảo nó đăng, nó cũng chẳng đăng luôn, nó chẳng muốn đăng. Thằng S cũng thế, nếu như nó được tránh việc đăng bài, nó cũng không đăng luôn. Nên mình làm việc bọn S được ghét kinh khủng luôn. Bảo nó chia sẻ xây dựng thương hiệu, nó còn chán, nó không làm. Bí kíp triệu đô đấy ơi. Tôi bảo cái này đố các bạn kiếm được đâu, bởi đây là kinh nghiệm bán hàng, các bạn hiểu không? Đây là kinh nghiệm bán hàng. Và cái này qua quá trình làm việc bán hàng kinh doanh liên tục. Tôi làm việc khách hàng nhiều quá, tôi phân biệt, tôi phân ra được cái đấy. Chứ tôi làm gì có thằng sách nào viết được ra cái gọi là DISC trong việc sử dụng Facebook. Có đúng không? Tôi phải lấy các cái phây đó ra, tôi phân tích, tôi nghiên cứu. Đấy, bạn ấy bảo bí kíp trụ đô là cũng đúng đấy nhá. Bởi vì làm gì có. Đấy, đây là sự phân biệt nhá. Điều thứ hai để phân biệt rất là nhanh chóng.
Riêng thằng người đi và thằng si khi các cái chủ đề nó viết bài thì thấy rất là rõ luôn, thằng si cực hiếm đăng. Nhưng thằng đi thì lại đăng rất nhiều, đặc biệt thằng đi nó đăng rất nhiều hình ảnh đó. Cứ thấy mấy cái đứa nó ăn mặc gọn gọn, nó khoe khoe ướt đẹo, đăng mấy ảnh đẹp đấy, chắc chắn bọn này là người đi luôn. Càng ăn mặc gọn đẹp, bọn là người đi. Đó, bọn này là người đi. Ok, thì đây là cái sự phân biệt đầu tiên các bạn nhé. Đây là sự phân biệt đầu tiên giữa các nhóm tính cách này. À, sự phân biệt số 2. Số 2 rồi. Ok, tiếp theo bây giờ làm sao để phân biệt giữa thằng D, thằng I, thằng S và thằng C. Tiếp tục. Vì chúng ta nghe qua như thế chúng ta đã bắt đầu có rõ được một số nhóm. Nhưng cái sự rõ rệt giữa D, I chưa rõ hẳn và S, C chưa rõ hẳn hoàn toàn. Vậy làm sao để phân biệt giữa thằng S và thằng D? Và làm sao để phân biệt giữa thằng D và thằng I? Đó, đây các bạn xanh ranh giới đúng không? SC đã một bên rồi, nhìn rất là dễ rồi. Tiếp tục, và DI là một bên rồi. Thế chúng ta phải làm thế nào để phân được ra thành D riêng, I riêng, S và C riêng? Giờ là sao phân biệt được? Thực ra thằng D và thằng I không cần quá phân biệt nhiều. Rất dễ, không cần phải quá phân biệt nhiều bởi vì cách bán hàng cho D và I gần như là giống nhau. Còn S và C là bán hàng kiểu khác. Tiếp tục, chúng ta phân biệt giữa D và I, phân biệt giữa S và C. Nếu như các bạn vào một live stream giữa người D và người I, các bạn sẽ thấy rằng gì? Ok, xin chào các bạn, tớ là gì đấy? Ok, các bạn chị, em chia sẻ cho tớ cái livestream đi nhá, ở nào đấy? Quay lại đấy, đấy, thế là người đi. Còn người A nhá, hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến livestream này nhá. Ok, vui quá, lâu lắm em không được lên livestream với các bạn này. Rồi, hello, chào chị A nhá, hello, chào chị B, chị C nhá. Đấy, còn người S, các bạn đến với livestream của mình nhá. Hôm nay mình muốn chia sẻ về một số cái chủ đề trong kinh doanh, trong cuộc sống. Mấy hôm nay mình mới học được một vài cái hay lắm, mình rất là muốn chia sẻ với các bạn. Đó. Đây người F, còn người C. Hôm nay mình có một vài cái kiến thức đặc biệt và mình muốn chia sẻ với các bạn để xem các bạn vào dần đi, chia sẻ từ livestream, xong rồi tớ sẽ huấn luyện và hướng dẫn các bạn, chia sẻ với các bạn. Gần đây tớ nghiên cứu ra một vài cái khá là hay liên quan kinh doanh, các bạn muốn thì vào đây tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Đấy. Nói các bạn nghe về bốn nhóm đó, các bạn phân biệt được ra cái gì ở đây? Các bạn phân biệt được ra cái gì trong cái phong cách chia sẻ của bốn nhóm nào? À, các bạn comment thì tôi xem các bạn nghe qua bốn cái người đó chia sẻ, các bạn thấy được điều gì nào? Người đi chia sẻ trên livestream của họ ra sao? Các video họ quay thế nào? Người A thì thế nào? Người S thế nào? Và người C thế nào? Đầu tiên người đi đi. Ok, xin chào các bạn đến với livestream chúng ta ngày hôm nay. Các bạn chia sẻ livestream đi, tôi chuẩn bị chia sẻ các bạn về những cái điều chia sẻ giúp các bạn học được một vài bài học tuyệt vời. Đó, gần đây mình mới học được một vài cái hay lắm. Cách làm sao chúng ta ra đơn, cách làm sao bán hàng cực kỳ tốt và hiệu quả. Nếu các bạn mà học được đó, hãy giúp tôi chia sẻ luôn đi. Tôi sẽ giúp các bạn học được bài học đấy. Các bạn đang trả lời khá là rõ đấy. Nghe cách nói chuyện như người đi cực kỳ hào hứng luôn. Họ nói đầy năng lượng, đầy nhiệt huyết. Đó, nhanh cũng nhanh hơn một chút, nhưng mà có cái việc là nhanh hẳn ấy thì tôi không dám nói là nhanh quá, nhưng mà nó sẽ nhanh hơn cái nhóm khác. Đấy. Nhưng cái sự nhiệt huyết, năng lượng và mọi thứ nó tốt hơn rất là nhiều. Đó. Và bạn nghe livestream người D nó sung lắm. Nghe livestream người D khoái lắm. Các bạn đang nghe livestream của người D, các bạn thấy rất là sướng. Nhưng khi bạn nghe sang các nhóm khác chia sẻ, cái động lực của bạn nó tèo xuống khá là nhiều. Người đi mà lên sân khấu đó, đúng là đất diễn của họ. Đó. Người đi lên sân khấu vẫn là đất diễn của họ. Nó phải làm khác lắm. Đó. Phân biệt người đi chưa? Cái câu chuyện người đi nó năng lượng lắm. Các bạn tìm lướt Facebook mà xem, thấy thằng nào chia sẻ hào hứng nhiệt huyết ấy, các bạn, nó là người đi. Các bạn là những nhóm khác, bạn chưa chuyển sang đi lúc nào, bạn chỉ ôi sao tôi không chia sẻ năng lượng như thế. Bởi vì trước đó bạn là người khác, thì đó là người đi. Đó là người đi. Nghe người đi chia sẻ rất là sung. Thế vào Facebook nó livestream phát, kể cả nó không phải bán hàng, nó chỉ chào các cô nhá. Hôm nay tớ vừa về đi chơi, các bạn nhìn này, khu vực vườn hoa rất là rộng đẹp này, đó, đang khu vực vườn hoa này. Ê, hôm nay dẫn toàn bộ anh em và đội nhóm mọi người đi chơi trong cái chương trình này. Đó. Rất là máu lửa, năng lượng rất là tuyệt vời đó các bạn ơi. Ok, chào chị A nhá. Đấy, giọng người đi là nó giọng như thế. Và cái câu bạn nghe một vài câu nhá, nó chia sẻ phát, nó bảo hôm nay nó mang đội nhóm đi đâu, hôm nay nó đang làm cái gì đấy, hôm nay có cái gì đó đẹp đẹp hay hay. Ngay lập tức những câu đó người đi họ thường xu hướng khoe. Và thứ hai, độ dứt khoát, độ mạnh mẽ, độ máu lửa nó cao hơn. Đó. Nên ai người đi đây nghe xem có đúng điều đó không? Các bạn xem người đi có đúng điều đó không? Đấy, làm sao cứ đấy mà pha. Cứ đấy mà thường nhìn, à mày người đi đúng không? Tao chuyển sang cái phong cách bán hàng cho người đi. Bán hàng cho người đi. Đi kỹ rồi nhá.
đó, kỹ kỹ đó, để lát mình sẽ biết được là người đi cần phải bán kiểu gì. Rồi tiếp theo đến nhóm người ai, nhóm người ai là nhóm gì? Hello, xin chào tất cả các bạn đã stream chúng ta nhá. Hôm nay là mình có một vài cái rất là vui muốn chia sẻ với các bạn, nó liên quan đến một vài cái đấy. Đó là cái người ai. Nào các bạn xem nào, cái người ai khi họ chia sẻ kiểu gì? Ok, hello chị Thư Thủy nhá. Đấy, chào chị Dương Thư Thủy nhá, hôm nay chị khỏe không? Hello cả chị Nguyễn Anh nhá. Hôm nay chị thế nào, vui không? Ok, rồi xin chào các bạn. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái nội dung buổi học ngày hôm nay. Trong buổi học ngày hôm nay mình muốn chia sẻ các bạn về một trong các cái chủ đề là nó liên quan đến cách làm sao để mình có thể bán hàng ra được nhiều hơn. Đó, các bạn comment nhiệt tình vào, chia sẻ nhiều vào, xong bắt đầu mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái điều tuyệt vời này. Đó. Nào, bây giờ đấy là người ai. Vậy thì người ai, các bạn thấy điều gì ở nhóm người ai? Các bạn thấy cái gì ở nhóm người ai nào? Sự khác biệt nhóm người ai? Nhận diện họ kiểu gì ạ? Vui vẻ năng lượng, đúng không? Trong cái đó cái gì nhiều hơn? Họ không phải nhỏ nhẹ quá đâu, mà họ khá là tươi vui. Nghe là chim người ai khá là vui. Họ ngồi họ cháo ngao bêu xê chán chê. Đấy. Mấy cái người ai họ là vui lắm. Và nghe chia sẻ của họ cũng vui lắm, thích lắm. Thoải mái, người ai nói chuyện rất là thoải mái. Người đi thì nói chuyện rất là năng lượng cao, cảm xúc rất là tốt. Đấy. Chị Bích Thủy nói rất chuẩn. Ai vui vẻ nhưng độ máu lửa ít hơn đi một chút, chính xác rồi. Bởi vì đặc tính của người ai là thích giao lưu, thích kết nối, thích nói nhiều, thích chia sẻ trong sự tươi vui. Với người ai, niềm vui nào là cái nguồn sống của họ, là nguồn tươi vui của họ. Đó. Đấy là người ai. Nào, có bạn ai nào ở đây thấy mình như thế không? Ai không nhẹ nhàng các bạn nhớ, ai là tươi vui. Tươi vui, năng lượng thấp hơn đi, chứ không phải là ai là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng phải người ai. Nào, bạn nào người ai comment xem có đúng không? Y đấy, người y đấy. Bạn nào người ai comment xem có đúng với mình không? Có đúng không? Để cho các bạn khác xác nhận để là sao bạn ai nó dễ. Nếu các bạn để tớ là người đi ai, tớ vừa rất là năng lượng, rất là máu, và thứ hai cái độ hài hước tớ khá là nhiều. Khá là nhiều, khá tươi vui. Nhóm ai khá là tươi vui, hài hước nhiều, khả năng chia sẻ tươi vui họ rất là cao. Ok rồi, đấy các bạn người ai. Đấy mọi người nhá, những người ai đã xác nhận rồi đấy. Thì các bạn cứ theo phong cách người ai mà triển khai. Đấy, thế cách để xác nhận thêm người ai. Tiếp tục, xin chào các bạn này. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về một trong vài chủ đề. Chào chị Phạm Trúc nhá. Chào Thí Hạnh này. Chào chị Diễm Quỳnh. Chào chị Huệ Huỳnh nữa. Mọi người giúp em chia sẻ live stream đi. Một vài phút nữa em muốn chia sẻ với các chị một số các kiến thức khá đặc biệt trong kinh doanh. Mấy hôm vừa rồi em được học một vài cách làm sao để tái tạo và tạo ra một cái làn da đẹp. Thì mấy hôm vừa rồi em có trang điểm lại cái làn da của mình ấy. Thì anh chị nhìn này, nó cũng căng bóng ấy. Nó cũng khá đẹp nhá. Và em rất là vui về những điều này nên em muốn chia sẻ với tất cả các chị em về cái cách này. Các chị em giúp em chia sẻ cái live stream một chút được không ạ? Mọi người chia sẻ với em đi ạ. Ok, ok, rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều. Các chị em có thấy em giống người S không? Đó. Em cứ thích chia sẻ thế này thôi. Nhiều khi bóp em, cứ bắt em phải năng lượng máu lửa. Nhưng em cứ thích quen thế này, em cảm thấy nó vui lắm. Nói năng lượng máu lửa lên em không biết nói kiểu gì luôn đó. Đó. Thế em giống người S chưa? Có ai thấy không? Có ai thấy người S như thế không? Đó. Nhẹ nhàng quá. Các bạn đã nhìn thấy những người livestream kiểu đó chưa? Có ép họ lai máu lên họ không lai được. Em họ lửa lên họ không lửa được. Em lửa hết. Em cố gắng lửa lên nó thì được thế này thôi. Đấy. Đó, thì đấy được gọi là người S. Người S là người gì? Xu hướng của họ là thích nhẹ nhàng. Quá trình chia sẻ họ cũng cứ điều điều và nhẹ nhàng nhiều hơn. Đấy. Họ không có cái nhiệt như này đâu, họ không có cái lửa như này đâu, họ không có sự tươi vui như này đâu, mà họ cứ thế này thế này. Đó, tức là các bạn mà nghe người S livestream ấy thì thấy chỉ có, nếu mà nói cố gắng lắm chỉ được dùng từ đáng yêu, còn không nghe hoặc nói nói thấp nhất của nó là sự buồn ngủ. Người S livestream từ đáng yêu đến buồn ngủ, chứ không có gì gọi là sung cảm xúc lên được. Người S đố chốt được đơn đấy. Mình đố người S cho được đơn trên livestream đấy. Đấy, bởi vì họ nhẹ quá không khiến khách hàng quyết định mua hàng. Các bạn hiểu không? Đấy. Nên những bạn nào mà đang người S bắt buộc phải lựa sang người đi thì mới máu bán hàng được. Các bạn người S các bạn đợi bán hàng thành công à? Còn khuya, còn chán,
em nói to lắm. Không, ý tớ bảo là không phải là to hay lớn hay gì, mà nghĩa là cái giọng nói của người S ý, là họ không, các bạn nhìn không, giọng nói của người đi như mà tớ này thì nó là cố nhấn lên để tạo ra cái cảm xúc cao cho câu chuyện, nhưng người S thì họ êm hơn. Cái giọng nói người S nó khá là êm, nó êm đều hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Đấy, nghe chia sẻ tâm sự ý, họ chia sẻ nhưng thực ra lại theo kiểu tâm sự. Đó, cái kiểu người S là cái kiểu cái gì biến thành tâm sự được hết. Livestream người biến thành tâm sự, mọi thứ là tâm sự hết. Lúc nào cũng thế. Lúc em đi em gào to lắm thầy ạ, nhưng sang cứ thấy điều đều không nội được vậy. Em là người S hả thầy? Mọi người hiểu này này, không phải nội được hay không mà nghĩa là cái phong cách của người S ấy, thích cái cảm giác nhẹ nhàng và đều. Họ thích cái sự nhẹ nhàng và đều. Đó, các bạn nghe cái line của tớ, các bạn thấy người đi nó họ nói cái kiểu như này. Đó, người đi nhiều lúc đó có những kiểu cấm với tầng khác ấy. Đấy, người ai nói thì tươi vui, nó ngạo hứng lắm. Nhưng bắt đầu sang cái nhóm người này thì bắt đầu là nó sẽ nhẹ hơn. Tất nhiên là chúng ta đang sửa dần khá là nhiều, nhưng không phải tất cả mọi người đều đang sửa được hết. Chúng ta vẫn bị nhiễm khá là nhiều của nhóm người S. Công ty tớ mấy người S tớ cho nghỉ gần hết. Người S chăm sóc rất là tốt, tức là thuần S tớ cho nghỉ, không thể nuôi được, không thể phát triển được. Người S nhưng phải có thêm ít người đi. Công ty tớ đã thích lựa chọn tiêu chí là nhóm S kèm theo đi. Đó anh cửa các em ơi. À, nhóm công ty tớ ấy, toàn là người S kèm theo đi. S là sự nhẹ nhàng và đi là sự máu lửa, kết hợp hai thứ đó vào nó mới tạo ra được những cái hay. Ok, đấy. Nên là nếu như bạn vào Facebook của mấy người S ấy, bạn là có thể nghe thử một vài câu nói của họ, là bạn sẽ biết ngay thấy họ là người S hay không để tư vấn. Đấy. Ok, nếu mà mình phải là nhóm đó mình phải luyện nhá. Phải luyện, nhớ rằng cái gì cũng luyện được hết. Ngày xưa tớ không phải là người S đâu. Đầu tiên tớ là người C. Sau khi tớ là người C xong, tớ luyện tập lên trở thành người đi. Tớ thấy rằng C không ổn và tớ luyện sang người đi. Đi máu quá, chơi với anh em mà chỉ muốn phi trước trong khi mình xây dựng đội nhóm. Nếu cùng là đang từ đi lại phải luyện tập về một chút ai để cho nhẹ nhàng, cho nó chậm lại một tí. Đó. Ok chưa? Rồi, bắt đầu thấy việc bán hàng bắt đầu rõ hơn chưa? Các bạn bán hàng có giờ ngồi phân tích các nhóm tính cách như thế không? Bán hàng có giờ phân tích như thế không? Có ai phân tích như thế không? Hay là cứ tràn lan, cứ thoải mái, cứ lên mà làm, không cần phân biệt, không cần biết nó là cái gì. Ok. Không sao, luyện dần em ạ, luyện dần. Thực ra cái này là thay đổi được hết mà. Thay đổi hết, tớ đang học một ít về nhóm người S. Bởi vì cái khả năng tâm sự tình cảm của tớ với một người nào đó thì nó không được lâu. Điểm S nhiều tâm sự chơi thân một người đó lâu lắm. Là sao lại sang ai thầy? Cách luyện tớ đã hướng dẫn trên cái video hôm rồi nhá, các bạn có thể lên đấy các bạn xem lại, tớ đã chia sẻ trên đấy rồi. Luyện được mà, hồi lúc em S nít chẳng buồn ngủ luôn á, giờ em hết buồn ngủ rồi. Đúng rồi, tớ đều luyện được hết. Ok rồi, nhiều bạn đã thay đổi rất là nhiều rồi. Đúng, các bạn không phân tích đâu. Và không phân tích thì bán hàng không biết nên đặt vào cái trọng tâm cảm xúc gì mà chốt, rất là phí. Đó, rất là phí. Đây chỉ là một phần chiên kiến thức nhỏ trong cái khóa gọi là khóa bán hàng bằng tiềm thức. Nếu như ai đã từng biết là hấp dẫn thì sẽ biết có một khóa chuyên về bán hàng là tiềm thức, là bán hàng bằng tiềm thức. Thì các kiến thức này là một phần nhỏ trong cái kỹ thuật chốt sale của bán hàng tiềm thức. Bọn tớ bây giờ tự tin huấn luyện được cho một người kể cả nhát, không dám giao tiếp, không dám bán hàng, chỉ sau khoảng tầm 3 ngày học, ra thậm chí ra ngay ngoài cái gọi là cái chỗ ngoài đường kia, thấy người ta đang bán cái gì thật nhảy vào để bán hàng luôn, trang ngại một cái gì luôn. Đấy. Ok đúng rồi, chúng ta thay đổi hết mà. Chúng ta thay đổi được hết, không có cái gì chúng ta không thay đổi được. Thầy ơi, em có cả tùy vào từng môi trường, hoàn cảnh, tâm trạng. Các bạn như thế này, trong bản test DISC nó chia thành hai phần riêng biệt. Một phần là test ở nhà và phần thứ hai là test cho công việc. Có rất nhiều bạn thì ở ngoài là người đi rất là nhiều và về nhà lại biến thành người S. Tức là gì? Ở ngoài thì rất là máu, giao tiếp, chia sẻ, huấn luyện, nhưng mà lại về nhà lại chỉ thích ngồi một chỗ. Đấy, rất dễ bị tổn thương. Nhưng mà ra ngoài rất là máu. Ra ngoài rất là máu. Có thấy điều đó? Có thấy điều đó? Rất nhiều bạn máu ở ngoài nhưng mà về nhà rất là nhẹ nhàng. Rất là nhẹ nhàng. Đó. Và một số bạn thì bên ngoài rất là chịu khó năng động là người ai nhưng về nhà lại biến thành người S. Thích nội tâm. À. Tức là con người chúng ta không bao giờ chỉ là một nhóm, các bạn hãy hiểu cho mình điều đó nhá. Con người chúng ta ở nhà là một dạng DISC kiểu riêng
và đi làm, đi công việc là một dạng DISC kiểu riêng. Chứ đừng nghĩ rằng cả hai môi trường chúng ta giống nhau, khác nhau. Bản thân tớ cũng thế, tớ ở nhà thích một mình cực kỳ luôn. Ở nhà tớ là người C và người I cực cao, nhưng ra ngoài là người C và người S rất cao. Đấy. Các bạn có thể là đi 12 giờ chưa, từ mai tớ mới phá, tớ mới xóa cơ. Đúng rồi, không phải em thì đó mà ai cũng thế đấy. Mọi người phải để ý ra nhá, phải để ý kỹ. Bởi vì chúng ta đang nói, nhưng mà khi chúng ta test Facebook của một ai đó ấy, là các bạn đang test cái gì ạ? Test cái độ hướng ngoại của họ, tức là test cái cuộc sống bên ngoài của họ. Còn độ hướng nội của họ lại khác. Ví dụ, có những ông chồng nhà đi cào lắm, ở nhà thì thích đánh vợ đâu. Đánh vợ là sướng, nóng tính như điên ấy. Nhưng ra ngoài thì lại như là con mèo con. Đấy, tức là có những người ông chồng ở nhà là đi, ra ngoài thành S. Đấy, chứ không phải chúng ta đều sẽ là một nhóm nhá. Nên các bạn phải phân biệt nhá. Cái thứ mà mình đang nói với các bạn là gì? Là cái nhóm DISC của một con người hướng ngoại, tức là cái bên ngoài của một người DISC, nhưng ở nhà thì lại là một dạng DISC kiểu khác. Nên đừng bảo ôi thế sao lại có cái này có cái kia. Các bạn phân biệt rất là rõ là bạn đang nói câu chuyện là DISC của bạn ở nhà hay là DISC của bạn ở chỗ làm việc. Thế thì giờ đúng rồi đấy thầy ạ. Ok đấy, nhiều bạn bây giờ thì thấy rõ rồi đúng không? Chứ không phải em ơi sao em cứ lên cái này nữa cái kia. Nó khác nhau nhá. Em bán off thì ra lượng, nhưng trên video này là S. Thì cái này mọi người phải để ý kỹ hơn. Các bạn phải tự để ý kỹ hơn nhá. Đó. Rồi, bây giờ quay lại này. Đây là người C, người đi nhá. Các bạn giúp mình chia sẻ cái live stream nhá. Hôm nay mình có một vài kiến thức liên quan đến về da và làm đẹp. Mấy gần đây mình cũng nghiên cứu ra một số cái cách để cho mọi người làm đẹp tốt hơn. Tớ mới học được mấy cái này xong. Các bạn giúp tớ chia sẻ livestream này đi. Khoảng tầm 30 bạn đi. Ừ, 30 bạn nhá. Là tớ sẽ chia sẻ các bạn. Đây là 5 mẹo mà hôm vừa tớ học. Nó có những kỹ năng rất là tốt. Và các bạn làm đẹp cực kỳ tốt luôn. Đó, các bạn giúp mình chia sẻ livestream đi. Ok. Thì nó có rất nhiều cái liên quan đến để làm đẹp. Các bạn phải hiểu về da. Hôm nay mình sẽ phân tích cho các bạn về các cấu trúc về da. Các bạn phải thật rõ cấu trúc này. Thì các bạn sẽ bắt đầu với cách làm. Đấy. Đấy, thì tôi sẽ chia sẻ các bạn. Đầu tư tiền bạc em là C, gặp chồng là em, kinh doanh là em DI, em đủ DISC, con ba phải. Phạm Trúc là con ba phải. Chỗ nào mỗi nơi một nhóm. Nhưng mà sẽ là đúng đấy nhá. Chúng ta phải đa dạng hóa các nhà tính cách. Mỗi nơi chúng ta là một dạng riêng, chứ đừng bao giờ cứ khăng khăng một dạng. Bởi vì những người đi cao quá ở ngoài thường về nhà vợ chồng cãi nhau. À. Nào, qua cái chia sẻ vừa rồi các bạn thấy người C, nếu họ có livestream, họ có chia sẻ thì các bạn thấy cái điều gì ở nhóm người C? À, các bạn comment xem nào. Các bạn thấy điều gì ở nhóm người C? Nào, các bạn comment xem nào. Bạn thấy điều gì ở nhóm người C nào? Đấy, mình vừa chia sẻ livestream đấy. Người C họ khá là tập trung vào điều gì trong livestream? Cái giọng của họ là dạng gì? À. Đúng rồi, C họ có sự phân tích logic. Hoặc những bạn đã học VAKD trong khóa bán hàng tiềm thức thì nhớ cho tớ là nó khá là giống nhóm gì? Nhóm AD. Họ chia sẻ đúng rồi, cứng, nghiêm túc. Chuẩn rồi, lại phụ Salem em chia sẻ rất chuẩn. Là họ khá là nghiêm túc, rất nhiều cái chia sẻ khá nghiêm túc này. Và khá là logic, khá là kỹ thuật. Đấy, giọng nói cũng chậm hơn chút, đúng rồi, Nguyễn Thường nói chuẩn. Chậm hơn chút. Cái câu nói của họ bao giờ em mới thấy học được gần đây, nghiên cứu gần đây, hoặc cái em mới tìm hiểu được gần đây, bao giờ họ sẽ nói cái điều đấy. Đó. Đó, thì các bạn nghe chia sẻ, riêng người C nghe rất dễ luôn. Nếu bạn đã từng nói chuyện với người C bên ngoài đời, bạn ngồi bạn nghe cực kỳ dễ. Cực kỳ dễ. Đấy. Riêng người C là cái nhóm C và D là hai nhóm phân biệt cực kỳ dễ luôn. Phân biệt dễ nhất hai cái nhóm đấy. Một thằng nửa kinh khủng máu, nửa nhiệt huyết, cảm xúc rất tốt. Và một thằng thì cứ chậm chậm rồi đã phân tích rồi câu chuyện mọi thứ chuẩn chuẩn tí. Đó ạ. Đây là người C. Ok. Rồi. Và các bạn đã nhận ra rõ được bốn nhóm chưa? Đây là cái nhận diện trực quan nhất ở trên đó, trên cái Facebook của họ. Mà không cần phải nhắn tin. Không cần nhắn tin, chúng ta có thể nhìn ra cái đấy. Kết quả này nó nằm ở trên dựa trên là gì ạ? Là sự nghiên cứu.
dựa trên sự nghiên cứu của cái số lần lặp lại khách hàng, mình quan sát trên các Facebook của họ, mình để cách tăng bài, cách chia sẻ và mình nhận ra. Và tương tự mình cũng nhận ra cho đội nhóm mình thế. Những ông nào người đi, người ai viết bài nhiều lắm. Nhưng trong đội nhóm có những bạn ấy, người S, người C nhá, có sút đi, có đá đi, có bắt viết bài cũng chẳng thèm viết. Mình không, cách của họ không thích viết. Họ rất là ngại viết, lười viết. Đội nhóm kinh doanh được thế. Nhưng có những ông mẹ ngày đăng 3 sở thu vẫn đăng. Đó, bản thân tôi có những hôm tôi sung tôi đăng đến tận 3 sở thu luôn. Không chịu dừng. Sư phụ này cười chết luôn. Không đúng không? Dân ba phải gì? Nhưng ba phải rất là ngon. Đúng rồi. Nói chung là các chị em khôn thì với trợ với chồng mình cứ làm con mèo ở nhóm người S là ngon. Đấy, chứ đừng có gặp chồng lại làm nhóm người đi là vỡ mồm. À, đúng rồi, đi theo thầy là sao thành đệ tử thầy đấy, học theo hết luôn. Thực ra chúng ta có tất cả các nhóm, nhưng chúng ta phải để ý xem cái nhóm gì đang thực sự đang chiếm lĩnh chúng ta nhiều nhất. Các bạn phải hiểu nhá, dựa trên sự chiếm lĩnh nhiều nhất, chứ không phải là chúng ta sẽ là thuộc về một trong cái điều gì đó. À, ok rồi, thì đây là nhận diện tổng quan. À, các bạn đã hiểu về nhận diện tổng quan chưa? Hôm nay livestream có khá là nhiều cái, ui đã 40 phút rồi cả. Đó là cái gì đâu 40 phút rồi. Hôm nay có khá nhiều điều muốn phân tích và chia sẻ huấn luyện cho tất cả các bạn. Huấn luyện cho tất cả các bạn. Đó. Ok, nào mọi người hiểu hết thì comment là phát nóng thi. Đang chia sẻ nhà, ngoài trời gió to, nóng. Chắc là mình máu lửa nhiều quá. Hảo. Đúng rồi, vỡ mồm chứ. Vợ tớ phải đầu tiên về đấy, nhà mình là người đi, vợ cũng là người đi, nên hai thằng chọn nhau ngay. Tớ bực tớ đi chơi chỗ khác ngay, đi chơi ngay. Với chẳng thêm ở nhà nữa. Về sau bắt đầu vợ chuyển sang là tao ra ngoài tao làm người đi, nhưng về nhà tao làm con mèo. Thế là vợ chồng yên ổn ngay, chẳng vấn đề gì cả. Chẳng nhẽ mình về nhà mình làm mèo, ai mà chịu được. Được ạ. Chưa nói gì được 1,2k comment nhiều đấy cơ. Ghê nhỉ. Hiểu rồi, ok rồi. Thì đấy là cách nhận diện DISC ở trên Facebook của họ. Bây giờ chúng ta sẽ nhận diện DISC trên tin nhắn hoặc qua cách gọi điện của họ. Các bạn phải ở đây, bạn có hai kiểu chốt đúng không? Kiểu chốt nhất là qua telesale. Và kiểu chốt thứ hai là thông qua gì? Đó, thông qua làm bản giấy. Các bạn thông qua cái gì? Qua cái nhắn tin đấy. Đúng không? Có hai dạng đấy. Thì dựa trên cái dạng vừa rồi là bạn chúng ta đã có một cái chuẩn bị, một cái kịch bản để nói chuyện với các nhóm người rồi. Thì giờ chúng ta bắt đầu gọi điện cho họ để chúng ta test lại lần 2 xem có chuẩn hay không. Đó, chúng ta sẽ test lại lần 2 xem có chuẩn hay không. Vậy làm sao để test được cái lần 2 họ có chuẩn hay không? Đó. Mình lấy ví dụ điện thoại đi. Bạn nghe điện của bốn nhóm DISC các bạn có thấy khác nhau nhiều không? Đấy, tương tự chất liệu giọng nói y hệt như giống kiểu như nghe livestream ấy. Giọng nói của DISC có thấy khác nhau không? Đấy, sự khác biệt đầu tiên đến từ giọng nói. Thằng người đi nói một phát là to lắm. Thằng người S nói rất là êm. Thằng người I nói rất là vui, thoải mái. Và thằng người C thì nó ngồi nó hỏi, nghe một phát đã thấy nghiêm túc. Riêng thằng người C bạn mà nghe điện thoại, bạn đã nghe một phát đã cảm nhận được cái sự nghiêm túc của nó. Nhớ cho tớ nhá. Nhận diện, chúng ta có nhiều kiểu nhận diện lắm. Gọi điện ấy, thằng người đi nó nói năng lượng máu lắm. Ơ em ơi, nhỏ nhanh anh chị nào xem là nó cái gì. Thằng người đi rất là cần thời gian ngắn. Em ơi, nói cho chị nhanh gọi đi. Đó, ok ok rồi. Ok rồi, chính xác là như nào nhỉ? Đấy thì thằng người đi nhanh gọn, dứt khoát, giọng nói to. Đó, nghe cho tớ cái đó. Em phải chuyển đi không là đau đầu lắm. Đấy là chiều đấy em ạ, đấy là chiều Phạm Trúc đấy. Ok, được chưa? Đó, người ai ấy, nhanh, gọn và năng lượng. Nói to, nói rõ. Người S, ok, ừ, em nói đi nào. Ừ, rồi, có nghĩa là cái gì nhỉ? À, rồi, ok, ok, rồi. Đấy. Người S nó rất là vui. Ừ. Người S. Ừ, ok, em nói chút đi nhỉ? À, ừ. Cho chị hỏi một chút cái này nhá. Ừ. Mà nếu nó từ chối nhá, cho chị xin lỗi một chút nhá, chị đang bận một chút là chị không có thời gian để chia sẻ với em đâu. Không có thời gian để nghe đâu. Để em thông cảm. Đấy, đây là nhóm người S. Nhóm người đi ạ. Ô bận lắm mày ơi, thôi chút khác đi em ơi. Bây giờ chị bận lắm, lại bán hàng cái này à. Thôi thôi dừng lại đi. Thằng đi nó rất thẳng. Đấy, bạn nghe giọng nó bị từ chối đơn hàng, bạn sẽ biết ngay là người đi nó lại nhanh gọn như thế. Đó, còn thằng người S nó từ chối nó phải nhẹ nhàng cơ. Nó ngồi, thậm chí là người S nhiều khi nghe, bạn nghe thằng người S ấy, bạn tư vấn đến 10 phút mà nó vẫn ngồi yên nó nghe, nó chả nói lại câu gì mà nó vẫn ngồi nó nghe. Nhiều khi nó là thằng người S. Bởi vì sao? Bọn người S đặc điểm là gì? Nó cứ nghe.
nó ngại phải, và nó ngại để nói ra một câu là thôi em ơi xin lỗi, nó chị đang bận lắm. Bọn người S mà nói được điều đó thì nó đã không phải là người S. À, có ai đã từng gọi điện telesale, gọi điện cho một ai đó khi họ ngồi nghe 5 phút mà họ không mua hàng, họ vẫn họ ngồi họ nghe không? Đấy, vui vẻ từ chối khéo, đúng rồi, nó rất là nhẹ nhàng, người đi thì rất là thẳng, rất là nhanh gọn. Đó, người S thì họ phải ngồi nghe lâu, nhưng mà họ chỉ họ chẳng biết cái gì vào đầu, nhưng họ vẫn cứ ngồi nghe, cực kỳ ngại. Bạn mà đi chốt sale gặp trực tiếp một khách hàng người S thì họ có thể ngồi đến cả buổi trưa cho bạn để bạn ngồi bạn chốt nó, mua hay không là chuyện khác. À, đúng không? Qua đây không? Còn thằng C nhá. Bây giờ anh không có thời gian đâu em ạ, thông cảm đi. Đấy, người C nó khá là thẳng, nhưng mà cách nói chuyện là người C nó không có nửa đâu. Nó khá là tốt, ok. Ờ rồi, anh bận lắm, em thông cảm nhá. Đó, anh thông cảm nhá, đó. Rồi, em nói cho anh biết chính xác của sản phẩm là gì. Đấy, có các công dụng gì, có chắc chức năng gì, nào nói luôn đi anh nghe xem nào. Đấy, thì nếu như là người C nó bắt đầu nó có thể nó ngồi nó nghe thì nó hỏi thẳng luôn vào cái gọi là cái gì? Hỏi thẳng luôn vào cái sản phẩm rồi là các công dụng và các tính năng, chức năng, tất cả mọi thứ, nó biết rõ nó mới quyết định mua hay không. Đấy. Gặp S có tiền điện thoại, đúng rồi. Các bạn thấy không? Hay không? Cái kinh nghiệm đó các bạn tìm được đâu trên đời này có các công nghệ kinh nghiệm này luôn. Đây là cái kinh nghiệm thông qua về gì? Làm, chỉ có làm thôi các bạn mới thấy rõ được. Người Y nghe mãi không chốt, không chán nữa, họ không có gì luôn, họ cứ ngồi yên họ nghe, họ cứ ngồi họ nghe. Em ngày nào cũng gặp khách có các tính cách luôn. Thực ra các bạn mà gọi điện mỗi ngày bạn sẽ thấy khách hàng đủ các loại tính cách. Em thấy người ta tội lắm. Nếu mà người S các bạn cứ ép chốt cái gì nó cũng mua. Đấy, tí tôi dạy cho vài mẹo chốt người S. Người S mà tớ bán hàng tỷ lệ fail gần như là không có, gần như không có khi tớ bán hàng cho người S, gần như không có luôn các bạn. Đó, tiếp đây. Đó. Tiếp theo vẫn là cái trong cái nhóm đó nhá, đấy là gọi điện nhá. Trong gọi điện. Chúng ta sẽ phát hiện ra cái đó. Bây giờ trong tin nhắn này. Trong tin nhắn. Đó. Tin nhắn. Vậy là sao để phân biệt được nếu mà tin nhắn người ta nhắn tin? Ví dụ này, em là chị đây là sản phẩm bên em. À hôm nay em có hỏi chị, à em có thấy chị có hỏi về cái sản phẩm A, sản phẩm B, sản phẩm C gì đấy. Đó. Thì bây giờ thằng người đi xem nhỉ? Ừ đúng rồi, em hỏi chị hỏi cái đấy đây, em nói luôn đi. À em nói cho chị nghe đi nha. Đó, nó giải quyết được những cái gì nhỉ? Đó, thì đấy là người đi, các bạn nghe thấy nó sẽ là người đi. Người đi nó muốn thẳng nhanh vào việc luôn. Người S là sao? Ừ đúng rồi em ạ, chị thấy được cái sản phẩm này. Thì em xem cái sản phẩm này có cái những cái gì hay, cái gì phù hợp không với chị không? Đấy, hôm nay chị vừa nghe cái em chia sẻ. Đó, thì thằng người S nó khác cái gì? Thằng người đi nhanh gọi luôn vào. Thằng người S là, thằng người A là gì? Nó cái thích nói chuyện. Đấy, thì nó lại ngồi nó kể thêm một vài cái ra. Nó ngồi lại nói chuyện mấy cái vòng vòng một hai câu bắt đầu mới nói đến sản phẩm. Đó, chứ nó phải nói nó gọi là nó kiểu như là bọn người ai là cái nhóm người là gì? Cứ thích ngồi chỗ này lại sang chỗ kia thì ngồi được thêm một tí, sang chỗ kia ngồi thêm được một tí. Đấy là nhóm người ai. Có nghĩa là gì? Họ rất thích giao tiếp nên là khi bắt đầu vào bán hàng hay mua hàng thì họ không bao giờ họ một phát thẳng luôn, mà cứ hỏi một vài câu sau đó họ mới vào. Đó. Đấy. Sau đó là sao? Nếu bạn bán hàng cho người ai, bạn sẽ thấy một cái đặc điểm người đi, họ có kể về những cái thứ vấn đề họ gặp phải. Nhưng cái việc kể mà trong cái mức độ thoải mái hẳn, tức là kể theo kiểu là tâm sự toàn những chuyện lăng quăng vớ vẩn đâu đâu trên trời dưới đất ấy, thì không có. Người đi khá là tập trung, họ kể, họ nói về chia sẻ những cái vấn đề, những cái khó khăn, những cái thứ họ đang gặp phải trong cuộc sống. Khi tôi làm việc với người đi, tôi lao vào thẳng vấn đề, tôi xử rất nhanh. Người đi tôi vào xử một phát vấn đề họ nhanh luôn. Đó, xử rất nhanh. Đó, hoặc hay tương tự ở trong bán hàng, tớ cũng vào thẳng cái câu chuyện bán hàng nhanh hơn khá là nhiều. Đó. Còn người E thì cứ người A cứ từ từ đã. Họ đang ngồi hỏi chuyện họ về sản phẩm, họ đang ngồi kể, ui hôm trước em ạ, ở trên bên nhà chị cũng có một ông anh cũng bị kiểu như này, nó kinh nhóc em ạ. Khi rồi đấy, mình ngồi nói chuyện lúc sau là, em quay lại cho chị hỏi chút cái sản phẩm như này như thế kia như thế nào em nhỉ. Đấy, thế là thằng người ai nó luôn luôn thích giao tiếp và cho thêm thông tin. Các bạn có thấy điều này không? Nào có ai nhóm người đi, người ai đã từng gặp những khách hàng đó, họ luôn luôn thể hiện cái việc cho thêm thông tin với nhóm người ai. Họ luôn cho thêm thông tin cho các bạn, họ luôn kể thêm chuyện, thậm chí họ đang mang hỏi về sản phẩm bán hàng, họ đến nói chuyện bố đầu đầu ấy. Xong một tí lúc sau lại quay lại sản phẩm bán hàng. Với một người quen nó đang ngồi và hỏi bán hàng, lại hỏi phát vụ người ai nhá, nhắn tin nếu người quen bạn nhé, hỏi là em ơi dạo này chú có khỏe không em. Đấy, nó ngồi nó hỏi mấy cái chuyện đi một lúc, hỏi xong bắt đầu lại quay lại đúng rồi chứ, chỉ hỏi cái sản phẩm một cái
Thế là nó ngồi nó chém chá chê, nó mới quay sang sản phẩm. Nó mới quay sang sản phẩm. Thầy nói người ai quá chuẩn luôn. Đây là phong cách. Những cái số sai các bạn là gì? Các bạn rất hay chốt sale theo kiểu người đi hoặc người si, thì mình sẽ nói chốt sale của người si là gì? Là các bạn khá là nhanh chóng đưa vào thủ tục bán hàng, trong khi đó họ đã chưa kịp cả chuẩn bị tâm lý bán hàng, và thế là chúng ta ăn đòn ngay. Đó, chúng ta ăn đòn ngay. Đó. Đội đây đây, tại Đinh Nguyễn Thị đây. Tôi nói đội nhà tôi, ông nào mà người ai nhiều cốt tốn thời gian không? Ông nào người ai có ông tốt cốt khi đến làm nửa tiếng, một tiếng, thậm chí cả một buổi sáng cốt cho một học viên. Bởi vì sao? Họ không tập trung vào giải quyết vấn đề cho khách học viên khách hàng, họ tập trung vào những cái chuyện đâu đâu. Chán chán bắt đầu mới quay lại xử lý vấn đề khách hàng. Đúng rồi, chúng ta phải chốt đó. Các bạn đang chốt sale theo cái cách của các bạn khá là nhiều. Các bạn đang nghĩ rằng khách hàng nào bạn sẽ chốt như thế. Đó. Vụ thằng người đi muốn nhanh gọn đâu, chốt khách hàng nào ấy, bạn gặp khách hàng bạn cũng chỉ thích chốt nhanh gọn ra đơn. Đúng không? Người ai thì sao? Gặp khách hàng ấy, riêng nhóm người ai gặp khách hàng ấy, lúc nào chỉ thích tâm sự kể lể rồi nói một vài câu chuyện rồi em có một khách hàng ai này, khách hàng B gì thế kia, kể chán chê, xong là khách hàng kia đòi, ô thế em ơi giá sản phẩm là bao nhiêu? Thằng người đi nó hỏi một câu thế. Bắt đầu, chị ơi giá sản phẩm em nhỉ? Sao em không nói luôn đấy, chị hỏi mua hàng em cứ ngồi em kể cái quái gì đấy. Đấy. Các bạn hiểu không? Đúng chưa? Cứ thủ thủy tâm sự người đi và người si thì không thích, đúng rồi, nên chốt sẩy, đúng rồi. Nhiều người sẽ bị chốt sẩy đấy. Được. Cái này kiến thức này đắt giá vô cùng, các bạn phải để kỹ cho tới cái kiến thức này, thậm chí phải nghe đi nghe lại cái live stream này mấy lần, bởi vì 12 giờ trưa ngày mai không được xem nữa đâu, không được xem đấy. Đó, tiếp nha. Ok không? Tiếp này, đó là gì? Đang đọc cái gì nhỉ? Đúng rồi, người S, người S các bạn bán hàng cho nó ấy, nói một hai câu lại ngồi nó kể chuyện gia đình nó. Nó hay tâm sự, nó hay kể, nó cũng hay kể chuyện thằng người ai, hay kể chuyện thằng người S. Người S lúc đầu ấy, nếu bạn nhắn tin cảm quan ban đầu của người S ấy, là họ khá là đề phòng. Đấy, họ khá là đề phòng, tức là cách họ nói chuyện họ không, cũng không thoải mái đâu. Họ khá đề phòng, họ sẽ ngồi hỏi một chút. Nhưng mà một cách để phát hiện người S là họ hỏi, nhưng họ mình khi mình nhắn tin lại họ, họ vẫn nhắn tiếp. Đó. Và người S khi nhắn tin nói chuyện họ thì họ hay khá là kể nhiều các chuyện liên quan đến sản phẩm này, ảnh hưởng đến gia đình. Gia đình ra sao rồi mọi thứ ra sao, họ cứ sợ gia đình như này, sợ gia đình như kia. Đó là những người S, họ luôn luôn xu hướng người S là gia đình là số 1. Gọi như người S gia đình là số 1. Đấy, đi chốt nhanh đúng không? Những ai bán hàng cho người đi thì nhanh lắm. Chốt tí xong. Đấy. Người S nhá, nếu một lúc mà bạn nói chuyện nó một lúc ấy mà nó thân thân ấy, nó ngồi nó kể luôn hôm qua chồng nó đi ra ngoại tình thế nào. Nó kể luôn cái chuyện dạo này nó đang buồn, nó chán ra sao. Nó kể luôn mọi chuyện và nó tức là nó thèm những người tâm sự, nếu như nó tìm được người tâm sự nó ngồi nó kể hết mọi thứ ra. Đó. Và khi bạn nói chuyện người S bạn sẽ thấy rất là nhiều các cái cảm xúc và tình cảm trong đấy. Người S thì đề phòng ban đầu các bạn nhớ nhá, người S chỉ đề phòng ban đầu chứ không phải họ đề phòng. Trong những câu nói nhắn tin đầu tiên họ khá đề phòng. Và để họ cảm thấy bạn đủ thân thiện với họ ấy, thì họ sẽ bắt đầu lại nhiên lại mở còn hơn cả các bạn. Họ thoải mái hơn các bạn. Thì khi nhắn tin với người S thì họ hỏi khá là rụt rè. Nhắn khá là ít chữ giai đoạn đầu tiên. Nhưng khi các bạn nhắn được một lúc ấy, thì người S họ sẽ xả nhiều chữ gấp đôi bạn. Nếu như họ cảm thấy bạn hợp với họ. Đó. Thì S sẽ xả. Ok ạ. Đấy. Cứ như cái câu chuyện liên quan tình cảm em cảm thấy này. Hôm qua em thấy live stream của chị thì em cũng cảm thấy, hay em nghĩ là em cảm nhận những cái sản phẩm này khá là phù hợp với em ấy. Thì em mới hỏi chị một chút. Thôi em là người S rồi. Không sao, luyện đi em. Ôi bà ai em chốt lâu lắm rồi mà vẫn ngồi chia sẻ. Ôi em ngồi có đến sáng, bà ai chia sẻ lâu lắm. Nhưng mà một hai câu làm sao mình định dạng được luôn thầy. Vậy thì tôi mới bảo là xem qua Facebook xong nhắn tin một lúc. Đó, nhưng mà qua một vài câu đó nên các bạn tình ý quen dần, các bạn sẽ nhận sẽ cực nhanh luôn. Nhận được cực nhanh luôn. Ôi em lít thì là người S còn mua hàng là người đi thì sao thế ơi. Thế mày sửa thôi, mày tập sửa thôi, cái đấy thì không ai giúp được em. Cái đấy phải tự sửa đó. Mình phải biết cái gì đó như là Phạm Trúc đây. Em là đứa ba phải nhất thế giới, mà ba phải là tuyệt vời, phải là ba phải các bạn nhé. Ok, đó, cuối cùng là người đi. Người đi khi bán hàng các bạn sẽ thấy họ hỏi luôn là ví dụ như là giá sản phẩm bao nhiêu, sản phẩm này nguyên liệu như thế nào, có an toàn không, giấy chứng nhận là gì. Đấy, đấy sản phẩm sẽ chỉ có nguyên liệu là gì, đấy. Kết quả có cam kết không, có dám bảo hành bảo đảm không, kết quả có như này có kia không. Tức là cái thằng người si ngay những câu nói vào hỏi ấy, nó trả lời cũng không dài đâu.
Trong các nhóm này, nhóm I và nhóm S ấy, thì viết khá là nhiều. Đó, nhóm I, nhóm S viết khá là nhiều. Riêng nhóm người S họ sẵn sàng viết cả một bài dài như này, họ phải nhắn cho bạn. Được không? Thằng người đi và người A nó viết một câu phát, nhắn một phát, một câu nó nhắn một phát, một câu nhắn một phát. Thì thằng S thì nó ngồi nó viết cho bạn một bài dài, em đang gặp những vấn đề như sau, nó cho một trang nó gửi cho mình. Đó. Đấy, còn mấy ông kia nghĩ được một câu enter, nghĩ được câu enter ngay. Đấy, nếu bạn có cách bạn nhìn thấy thằng nào chat một đoạn dài này, đa phần những thằng chat một đoạn dài này thường là những thằng người S. Đấy. Thằng người đi thì nghĩ phát nhắn luôn, nghĩ phát nhắn luôn, nghĩ phát nhắn luôn. Nhưng cái tin nhắn thằng người đi nó nhắn ngắn cùn à, một đoạn đã hết một tin nhắn rồi. Ok. Được chưa? Được chưa? Ok. Rồi các bạn hiểu chưa? Đây được gọi là nhóm tiếp theo là cái nhóm liên quan này đấy. Là nhóm liên quan người si. Đấy, đây là bốn cách nhắn tin của bốn nhóm đó. Đi nhanh gọn lẹ, có cả xúc máu ở đấy. Đấy, nó hỏi nhanh là một chút nhanh. Hỏi một vài câu lại thấy đấy. Thế em là người đi rồi, tôi có một bản test đây này. Để tôi gửi cái trang web thì sang bạn tải về bạn tự test nhá. Bạn test rất là dễ. Và cái bản test này tôi thích test kiểu này hơn thì sẽ được test xong để các trang bạn tự xét duyệt, nhưng bây giờ tôi test tự do hết. Thấy nó chuẩn quá. Tớ ăn ngủ nghỉ để nghiên cứu tính cách mà các bạn. Đúng rồi, ngắn quá lắm chả hiểu gì đúng không ạ? Tại Linh nói chuẩn. Nhiều khi tớ ra một cái chương trình cho công ty tớ phải giải thích 3 lần thì cái em công ty mới hiểu, bởi vì tớ ra tiêu đề của chương trình nhanh quá. Đó. Ok, hiểu chưa? Hiểu rồi, chúng ta bắt đầu mới sang phần tư vấn. Chúng ta phải hiểu cái này. Sau đó chúng ta mới sang phần tư vấn nhé. Chúng ta phải hiểu cái này, chúng ta mới sang phần tư vấn. Ok. Các bạn có muốn nhận cái video này không? Có nhận cái video này không? Tôi sẽ cắt ngắn gọn, chỉnh sửa lại ánh sáng, màu sắc sẽ đẹp hơn để tặng cho các bạn, tặng cho một nhóm này, tặng cho những bạn đặc biệt. Có ai muốn tặng cái video không? Ai muốn tặng tôi sẽ gửi tặng các bạn. Có phần sau nữa cơ. Nó dài mà, các bạn mà muốn học chuẩn cái này phải nghe 2 lần 3 lần thì mới nghe được hết. Có ai muốn được tặng video để tôi tặng này? Khóa xây dựng thương hiệu thì đang cắt gần xong hết rồi, và mấy hôm tới sẽ tặng những bạn chia sẻ nhiều. Còn bây giờ cái này thì nó đơn giản hơn. Đó, video này tặng luôn, tầm trưa mai, chiều mai sẽ tặng luôn. Đó là gì? Đầu tiên mình hỏi các bạn thấy khóa học này có hay không, giá trị không? Đặc biệt là buổi ngày hôm nay. Các bạn thấy hay không? Mình rất là muốn các bạn viết một bài viết. Đó. Đấy. Một bài viết về cái khóa học này, bởi vì tớ rất muốn các bạn cùng với tớ chia sẻ và lan tỏa khóa học này nhiều hơn. Các bạn đồng ý không? Cái bài viết ấy, nó chỉ đơn giản đầu tiên là cảm ơn thầy mong coaching gì đấy đã mở ra khóa học thì đấy. Hoặc nếu kinh doanh online mà không học khóa này thì .. Đấy, nếu kinh doanh online mà không học khóa này thì quá tiếc. Đấy, hoặc là nếu kinh doanh online mà không học khóa này thì đừng kinh doanh nữa. Đấy. Sau bắt đầu chia sẻ một vài câu, là đầu tiên là cảm ơn thầy mong. Đã coi giai đoạn vừa rồi học qua khóa của thầy đấy, đặc biệt nhất là học với chút siêu, bắt đầu có góc nhìn nhận định hướng sao, tuyệt vời là sao. Đó. Nói một vài câu như thế thôi, chỉ nhớ là viết một bài ngắn này thôi. Giật tít, tiêu đề giật tít, cảm ơn thầy mong. Sau đó viết một đoạn trải nghiệm thay đổi. Sau đó có một câu là nếu các bạn muốn thay đổi kinh doanh hãy tìm thầy và học kinh doanh. Đó, đều kết quả tốt hơn. Đấy. Thì những bạn nào viết nhé, bởi vì nhiều bạn chưa kết bạn với tớ bao giờ mà kết bạn tốn thời gian lắm. Thì tớ chỉ muốn các bạn làm một việc là các bạn để cái gì hashtag thăng. Cái hashtag các bạn phải hashtag đúng không? Mong coaching. Đúng cái hashtag thế mai họ tôi tìm xem ai là tôi sẽ nhắn tin thẳng người đó, tôi gửi quà cho. Là cứ hashtag mong coaching thôi. Tắc tới thì càng tốt, nhưng không thì cứ hashtag mong coaching. Thì bọn tôi sẽ dò theo cái hashtag như thế, tôi sẽ dò tôi gửi cho các bạn quà cho nó dễ. Đấy, ông nào ra hashtag ông nào như thế sẽ gửi quà nhá. Chỉ đồng ý những bạn như thế là gửi quà thôi. Đó, thì bọn tôi sẽ cắt mai chắc là xong, tôi sẽ cắt lại cái video này làm sao nó chỉ ngắn gọn, ngắn hơn. Đó. Đó. Dạo học chất và có giá trị quá, đúng không bạn? Các bạn tin nhiều bạn ấy bỏ đống tiền đi học, chắc gì đã học như khóa này. Quá thì là ai không học quá tiếc, đúng rồi. Nên là cũng song song tớ muốn các bạn giúp tớ chia sẻ lan tỏa khóa này nhiều hơn. Lan tỏa nhiều hơn, và cũng coi như là mình muốn gửi tặng những bạn là trong cái trạng thái là rất là mong muốn lan tỏa khóa học đó hấp dẫn. Thì mình muốn các bạn biết, chia sẻ. Đơn giản thế thôi ạ, ôi chỉ cần thế thôi em ạ. Chỉ cần thế thôi là được rồi. Đó, nhớ nhá, hashtag mà hashtag mong coaching, nhớ tới cái hashtag này nhá, bởi vì tớ
bây giờ nếu kết bạn các bạn lâu lắm, mà ngoài ra thì bây giờ số lượng khách hàng không nhiều, tôi chỉ kết bạn chủ yếu là với học viên hoặc hấp dẫn thôi. Đó, nên các bạn để hashtag như thế để tập kết cho nó ra, tìm kiếm các bạn cho nó dễ nhắn tin. Sắp tới tôi sẽ làm khi fanpage nhiều hơn nên các bạn có kết bạn hay không kết bạn nó cũng không khác nhau nhiều, không khác nhau nhiều, cứ fanpage mà làm thôi. Ok, tôi hay học xong viết luôn cũng được, chiều tầm đầu giờ chiều mai nó sẽ check và sẽ gửi cho các bạn. Tiếp tục này. Ok, ở lại bóc phốt rồi. Rồi, mai lại bóc phốt thầy mong rồi. Thế mới sướng. Khoan đầu tiên được nghe những kiến thức này. Ok, chúc mừng Dung. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đã sướng nhất là được các bạn đồng tình và ủng hộ khoa học tuyệt vời này. Đó rất là vui vì điều đấy. Tiếp theo này. Sau khi chúng ta nhận diện ra họ là nhóm gì, thì chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai là tư vấn theo phong cách họ. Đó, chúng ta sẽ tư vấn theo phong cách họ. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện người đi. Theo các bạn, người đi chúng ta cần tư vấn gì? Một cái bài chào hàng chuẩn thì tí tôi sẽ nói qua một chút về bài chào hàng chuẩn. Cái này nếu như bạn nào có cơ duyên được học sâu hơn hấp dẫn, sau đó được nâng cấp lên khóa bán hàng bằng tiềm thức, được học sâu về bán hàng tiềm thức, thì mình sẽ nói rõ hơn về cái một cái quy trình bán hàng bài bản và đầy đủ. Đó, nhưng hôm nay mình sẽ nói qua các cái bước để đảm bảo cái việc bán hàng tốt hơn. Ok. Tôi thiệu một bạn học và K1 và một bạn học là dẫn có được tặng video khóa dựng thương hiệu tiền tỷ không? Mấy hôm tôi sẽ báo nhé. Mấy hôm tôi sẽ báo cho mọi người nhận quà. Sẽ báo nhận quà. Cái khóa đó tại sao tôi chưa tặng bây giờ? Vì tôi đang các bạn đang cắt gọt lại cho cái video ngắn. Ví dụ như video đầu tiên nó dài 1 tiếng 47 phút. Tôi cắt tôi còn 1 tiếng nữa. Hơn 1 tiếng 1 tí đó. Đấy, và đăng thành một cái danh sách để sau này các bạn học nó dễ. Tôi đăng trên một nhóm khác. Các bạn sau này học sẽ dễ hơn. Chứ còn ép các bạn vào trong cái khóa xây dựng thương hiệu tiền tỷ, nó như là một cái rừng ma trận ấy, chẳng học được cái gì đâu, nó loạn hết lên. Tôi đang cắt lại, em kết bạn 2 năm mà chưa được ép, chết, lỗi quá. Thôi tôi quên địch thầy, cái này lỗi hơn này. Thủy Linh, sắp hết rồi em ạ. Sắp hết rồi, quên là lỗi quá rồi. Tiếp nhận, thì bây giờ với cái nhóm người người đi, chúng ta nên tư vấn họ theo cách gì? Tử huyệt người đi là tử huyệt về danh tiếng, hãy nhớ điều đó. Từ huyệt họ về danh tiếng. Điều số 2, người đi là người khá là thích về hình ảnh và cảm xúc. Các bạn ghi nhớ cho tôi nhé. Người đi họ thích về hình ảnh, cảm xúc và danh tiếng. Đấy là phong cách của người đi. Em mong được học và hấp dẫn quá thầy ơi. Tuần tới học rồi em ạ, sang tuần mười mấy ngày 13. Hôm nay là mùng 4 rồi. Hơn một tuần nữa được học rồi, hơn một tuần nữa các bạn sẽ được học và hấp dẫn một khóa kinh điển nhất của tớ. Từ đầu tới cuối em cái gì cũng ép, phải luyện tập em ạ. Những bạn nào là ép bắt buộc phải luyện tập thật mạnh cho tớ để thay đổi. Ok, mai cài lại em ạ, tí xem xong cài lại nhé. Thì bây giờ cái phong cách của người S, phong cách của người đi ấy, đấy, họ từ khi họ danh tiếng, họ thích được khen, thích được công nhận. Và thứ hai là họ thích được đọc, được nghe cái gì có hình ảnh, có cảm xúc. Đó, cảm xúc. Ví dụ như khi tôi đi mua nhà, mấy ông tư vấn ông cứ ngồi ở nhà, đây là cái vị trí giao thông thuận lợi. Đó, rồi nhà này được chủ đầu tư là gì đấy, cực kỳ tuyệt vời. Đó, sao ngồi đó với cái đấy. Mình ngồi nhà mẹ mấy ông tư vấn này cho nghỉ hết bố bây giờ. Nhắn là em ơi, em học tư vấn đâu đấy, vớ vẩn đấy. Đấy. Gặp thằng người đi ngồi tư vấn bây giờ vị trí địa lý thuận lợi đắc địa, nó có hiểu cái quái đâu. Đây anh chị nhìn bản vẽ nhá, vì thử nhìn cho đau hết cả đầu. Thằng người đi nó nhanh gọn lắm, nó ngồi nó nhìn mấy cái đây đâu. Bích Thủy an toàn là hai bạn. Ok, cảm ơn em nhá, cảm ơn em. Đấy, người đi nó không quan tâm cái đấy. Đi mua hàng tới mà là người đi nhá các bạn đâu, tôi quan tâm cái nhìn đầu tiên, tôi nhìn cái sản phẩm và hình thù như thế nào. Khách hàng hỏi em cho có ảnh sản phẩm không, gửi cho chị xem kỹ cái này, có video sản phẩm gửi những cái, nó ngồi nhiều thằng người đi nó xem đúng video nó mua hàng luôn đó. Đấy, người đi như khi ta đi ấy, người đi cứ liên quan đến cảm xúc. Ui anh ở cái ngôi nhà này nó sướng lắm đấy, người như anh phải ở những cái nơi như thế này. Ui rồi nghe phát sang phát cái quy định mua hàng tăng lên ngay. Thằng người đi nó thích cái đấy, thích được khen, nó công nhận. Rồi anh ơi, cái góc này này, cái vị trí này, nó cái ban công nó hướng ra cái gì, ngồi ra cái ban công này nó đẹp lắm, nó sướng lắm, nó thoải mái lắm đấy. Buổi chiều anh đi làm về cứ ngồi đây dựa đây nghỉ ngơi, có cái bàn uống trà đấy, uống một vài cụm trà đấy, say say đi vào nhà sướng. Và trong vị trí này có thể thiết kế một không gian gì đấy. Đấy, nhà của Vin, ví dụ như nhà của Vin thiết kế cái khu vực nội thất cực kỳ thông minh, chỉ cần như thế này thôi nó cực kỳ hiệu quả luôn.
Ui rồi ôi các bạn để ý mà xem. Đó. Rồi, Thùy Linh vẫn còn một cái nữa, mình vẫn biết em có cái gốc người em là cái giọng nói của em ấy. Giọng là người em rất là đáng yêu, còn nói Thùy Linh rất là nhẹ nhàng đấy. Bạn ấy là người vẫn có một số điểm của người em. Đấy, quan lý mà xem người đi họ mua hàng kiểu như thế. Họ nhanh gọn. Tôi chia sẻ ví dụ như cái da của chị này sử dụng cái sản phẩm này, sau khi vài bữa chị sử dụng cái da của chị sẽ như này này, da chị sẽ như kia kìa. Đẹp lắm rồi, chồng chị nó mê hơn bao nhiêu. Đó, thích không? Thằng nào tư vấn quần áo tới bảo anh mặc cái bộ này lịch lãm đẹp lắm. Đấy, cái dáng của anh phải mặc này nó mới sang. Khó mà tao không mua mấy loại mặt hàng ấy. Khoa học Hà Nội bao giờ học hả thầy ơi? Cuối tháng này nhá, Trần Châu đăng ký cho em. Cuối tháng này là học rồi nhá, có lịch rồi đấy. Mấy hôm tới sẽ thông báo và báo lại lịch cụ thể cho cả các bạn. Có cả địa điểm học hết rồi. Triển khai lại rồi. Đó. Có ai thấy người đi như thế không? Tại sao nhiều người đi bị chốt mua hàng ở trên livestream mà thấy cái bộ quần áo đẹp? Đấy, một phát cả xúc thích là quyết định mua ngay, thế nó mặc một phát đẹp. Đầu mình hình dung luôn, ừ mình mặc cũng đẹp như thế, xong khi về mình mặc mạnh như con điên ấy. Rồi thế mà lúc nhìn nó phát nó mặc rất đẹp, thế quyết định mua luôn. Nhìn nó đẹp mà trong khi bụng mình to, người nó thì eo thon. Đấy, chả cần biết, chỉ cần biết ui nhìn đẹp thế thì mua luôn. À, ok em, thế thì hôm tới tôi báo cho Trần Châu nhé. Đúng không ạ? Nên ông đi là cái ông mà suốt ngày vác hàng về nhà. Ông đi kiếm tiền rất giỏi và mua hàng cũng rất giỏi. Em người em mà thay thế đây ạ, có nhẹ nhàng đâu nhỉ? À thế à, thì có khi nào có lỗi không? Đấy, mỗi bạn sẽ có khác nhau một tí thì sao? Nhưng người S nghe qua cái giọng của họ nó không có cái biến độ cao như thế đâu. Giọng tớ mới là giọng người đi, người S nhẹ hơn. À thế à, thế có khi là tớ chưa được nghe rồi, Thùy Linh ạ. Thế chắc là ra ngoài thì giả vờ mèo thỏ non rồi. Ra ngoài giả vờ theo mèo con thỏ non thôi. À các bạn thấy không ạ? Có đúng người đi như thế không? Hơi đi ra đi, Thảo lại ra chuyến nữa em ạ. Đấy. Hi nó đó thầy. Mình thấy nhiều bạn toàn thế thôi. Đấy, khổ lắm. Nhóm người đi kiếm tiền được nhưng mà cũng khổ cái ôm được nhiều đồ về. Đó. Thế tại sao người đi, một trong những cách để điểm đi giảm xuống một chút hoặc là không tăng lên là gì? Chuẩn bị mua một cái gì, quyết định một cái gì. Hít vài ba hơi thở thoải mái ra quyết định, hoặc không mai thì quyết định, không quyết định luôn. Tại chỗ đó. Đó, ok chưa? Rồi, thì đấy, thì riêng bán hàng cho người đi ấy, mình phải tập trung vào gì? Hỏi về cái vấn đề của họ này, hỏi cái thứ họ đang cần giải quyết. Quan trọng nhất là mình phải biết cái bọn người đi nó rất là nhanh gọn. Mình phải nói chuyện với nó, mình phải hỏi vấn đề nó gì, nó muốn giải quyết những điều gì và nó đang ảnh hưởng ra sao, nói qua một vài cái. Và mình sẽ bắt đầu mình chỉ cho nó các cái công dụng về những cái điểm của sản phẩm mình giúp giải quyết được cái vấn đề của nó. Còn đấy không? Giúp giải quyết được vấn đề của nó, nói thẳng luôn, đấy. Và nhưng mà khi chúng ta chia sẻ đấy, à chị à, ví dụ như cái vấn đề của chị liên quan đến da đấy, thì bọn em có một cái loại này này, nó sẽ giúp da căng và làn da căng và bóng đấy. Cái làn da của chị đây có một cái vài vết như này này, thì chị yên tâm khoảng tầm nửa tháng tới chị bôi thôi, cái làn da nó tự nhiên nó mềm mại trở lại hết. Thậm chí ông chồng cũng nhìn nó và giật mình luôn, là người xung quanh họ giật mình luôn, nó chẳng biết tại sao cái vết này biến mất luôn. Khách hàng của em cũng nhiều người thấy lắm chị ạ. Đó, thì người đi ngồi nghe tư vấn thì họ sẽ thích. Đó, hoặc đôi khi vào bắt ui chị trẻ thế á, ui chị xinh thế á. Gọi điện ôi chị giọng chị hay thế, ngồi khen nó một vài câu trước khi chốt cái gì thì chốt. Luôn luôn nhớ nhá, tử huyệt của người đi là thích khen, thích danh tiếng. Đó, cứ thế mà phàng. Đấy, cứ thế mà phàng mà chốt theo cái phong cách đấy, nó sẽ hiệu quả hơn. Các bạn hiểu chưa? Đó, nó vẫn nhanh gọn nhưng nó vẫn đảm bảo được cái yếu tố là liên quan đến vấn đề của họ, giúp họ giải quyết vấn đề. Nhanh gọn thôi, đừng có đi lòng vòng. Nhanh gọn giải quyết vấn đề. Đó. Nhanh gọn giải quyết vấn đề này và nhanh gọn là đưa ra những cái tiêu chí để họ giải quyết vấn đề. Và đa phần nha mọi người, giả dụ nếu bạn là người đi, bạn bán hàng cho khách hàng, thấy bạn đưa ra một loạt vấn đề xong bạn hướng dẫn họ cách xử lý rất là nhanh, rất là nhanh. Và nhiều khi bạn gặp phải thằng khách hàng người ép, nó không ngồi yên, mấy hôm sau nó chả trả lời lại, nó chả mua hàng. Sao thầy nói cứ chuẩn? Cái nào những cái nghiên cứu lâu ấy. Nghiên cứu quá lâu rồi. Thầy quê ở đâu mà nói nhanh thế ạ? Tớ Hưng Yên, nhưng cái nói nhanh là không liên quan đến quê ở đâu, mà vì cái chương trình tớ dạy nó nhiều kiến thức quá. Thực ra các bạn muốn nghe giọng chậm, tớ hoàn toàn nói chuyện được theo giọng chậm. Nhưng nếu các bạn mà nghe với tốc độ chậm như này, thì tớ sẽ phải dạy cái chương trình này kéo dài đến 12 giờ đêm. Chính vì thế, bản thân tớ sẽ không tập trung dạy theo giọng chậm, mà tớ buộc phải tô cái volume của tớ tăng lên tốc độ từ 1,25 đến 1,5 lần, thì mới đảm bảo các bạn có thể nghe được
kiến thức trong một khoảng thời gian ngắn. Các bạn hiểu mình không ạ? Đó, là nếu tôi nói nhanh các bạn phải thông cảm một chút, tập học theo cách của tớ. Bởi vì bây giờ gọi là ai cũng bận rộn, đúng không? Học cũng phải học theo tốc độ 1,25 đến 1,5 lần, các bạn sẽ học nhanh hơn. Tức là chạy cái tốc độ giọng của tớ là 1.0, các bạn ngồi nghe còn một lúc nữa các bạn học hết. Ai khen em mua hết, dã man đi em. Dù biết về không dùng tới khổ lắm. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, nói mẫu là người đi nhỉ, nói nhanh hơn đấy. Đúng rồi, thì đình nó rất chuẩn. Đấy, đầu nhảy, đinh lên. Ok, rồi. Đó, đấy là cái đầu tiên mình muốn các bạn nhìn vào đấy, các bạn nhận diện ra đấy để biết rằng tư vấn cho đội ý nó phải theo kiểu đấy. Đó, ok. Trong vòng 30 phút em bay 2 triệu tiền đồ nên em chả xem nữa. Thế là khổ chưa em? Ok, rồi. Các bạn đã hiểu về nhóm người đi cần tư vấn kiểu gì chưa? Cứ luôn luôn nhớ, tử huyệt họ là danh tiếng. Hãy khen họ nhiều hơn. Hãy cho họ thấy được những câu chuyện khi mua được sản phẩm. Họ có sự thay đổi ra sao? Có thể là nếu như họ nói về việc là chồng họ đang đánh giá này thì bảo với họ là mua cái này về da đẹp và chồng chỉ có nhà như kia thôi. Họ bảo ui giời em lại chém gió. Và thế xong là ừ ok cho chị mua đi. Bởi vì nó nghe mình nó sướng tai quá nó mua. Thế nên người đi nó là như thế. Các bạn nhớ nhé, phải đưa hình ảnh vào. Đó, giống như đi bán nhà đấy, bán hàng cho người đi mà bán nhà đấy. Vị trí địa lý đắc lợi anh chị có thể nhìn trên bản vẽ. Chết cha mày, bố tổ mày, bản vẽ tao hiểu cái quái đâu mà nhìn bản vẽ. Chị hãy tưởng tượng cái căn nhà đấy, chị nhìn ra, nhìn bản vẽ đi, trong mình chỉ góc của nhà chị này, nó là cái vị trí đấy, là đường như thế này này, cửa sổ ra này hướng ban công như này, cực kỳ sướng. Buổi sáng tỉnh dậy ánh sáng nhẹ nhàng đưa vào nhà và một cái tinh thần tươi mới và sảng khoái sức sống cho anh chị, cực kỳ tuyệt vời luôn. Trong khi bản thân thì sao, nếu mà mua nhà về hướng mặt trời mọc buổi sáng thì cảm thấy cực kỳ bực mình. Bởi sao? Buổi sáng ánh nắng vào nhà, tao đang thèm ngủ lại phải dậy sớm. Đúng không? Nhưng mà khi bán hàng thôi, ánh sáng ban mai vào đến nhà, cảm giác rất nhẹ nhõm và thư thái. Cụ nào mà chả sướng, cụ nào chả sướng. Thầy tư vấn giúp em được không ạ? Em nhóm đi bán hàng cứ nói khách thẳng khách hàng cần gì, chỉ bán thứ họ. Y khi tư vấn thêm nên sửa khi bán hàng sau nhóm khác làm sao được thầy? Em cứ từ từ. Đó, đây là mình đang nói nhóm đi, tức là nhóm của em đấy. Nhưng bây giờ sẽ nói sang các nhóm khác thì chúng ta cần làm gì? Em chơi chỗ này chốt xong lại bảo sao lại chốt tầng này nhỉ? Đúng rồi. Ừ, đấy. Đấy mới là cái đặc biệt. Em không dám đi VKC luôn, kiến thức quá hay thầy ạ. Đấy, thế mới sướng ý. Tao bảo cái buổi hôm nay các bạn có kiếm đâu chả đâu dạy. Vì làm gì có chỗ nào viết được ra mấy cái này mà dạy. Đó, làm gì có chỗ nào đang làm những cái này nhiều mà dạy. Tớ làm cái này nhiều vì tớ làm việc với nhân sự khá là nhiều. Nên tớ bắt buộc phải đi học và nghiên cứu sâu cái này. Để sau này một nhân sự đến với tớ ngồi đúng có 15 phút thôi. Tớ nói luôn em hợp cái nghề gì, em có hợp cho thầy hay không, em có hợp phát triển cùng mình hay không. Tớ nói luôn và nếu không ok tớ lùi. À tớ không nhận thôi. À, cái cách tớ làm việc là như thế. Tớ luôn luôn nhìn người kể từ khi họ chưa có một cái gì. Tớ chọn những người để phát triển đội nhóm của tớ từ khi họ chẳng có một cái gì thôi. À, nhưng mà tớ điều huấn luyện họ thành một ai đó khi tớ biết họ là ai. À. Hôm nay nghe thầy tư vấn mình cũng chốt. Mình cũng chốt đi hay chốt đơn ác chiến. Ok. Giờ lại mạng quay rồi, sao lại quay nhỉ? Ở đây vẫn nhìn ngon này. Đấy, mạng nhà em quay rồi. Tiếp theo này, đến nhóm người ai? Khách tư vấn nhóm người ai là cái gì? Nhóm người ai mà tập trung chăm vào chốt được không ạ? Nít này hay lắm thì mình ạ, phải cày lại bởi vì không có sách dạy cái này đâu. Không có sách dạy. Người ai mà chăm vào chốt và tư vấn nhanh gọn như người đi theo các bạn học có mua hàng. Người ai giống người đi ở một điểm, kể những bạn người ai đây đi nhé. Em đang làm nhân sự, những kiến thức này rất bổ ích cho công việc của em. Đúng rồi. Nếu làm nhân sự những cái này cực kỳ hiệu quả luôn. Cực kỳ hiệu quả luôn. Dạy buổi tối có đây điểm yếu của buổi tối các bạn thấy không? Là số lượng người xem rất là khó để tăng lên. Người ai đúng rồi. Người ai cứ tám với nó đi. Nó vui nó mua hàng. Nó không mua hàng bằng việc chia sẻ sản phẩm mà nó mua hàng bằng tán chuyện với nó.
Có những bà người A ngồi tán phét chán thì tự nhiên họ mua hàng luôn. Còn muốn giới thiệu sản phẩm nó lại ngồi nó kể chuyện nhà nó. Các bạn thấy cái điều này không ạ? Bọn người A nó hỏi mua sản phẩm, nó ngồi nó kể chuyện nhà nó, xong lúc sau nó mới nói cái sản phẩm, nó kể chuyện về cái hôm nay có việc gì đấy hay hay. Nó kể xong nó mới mua hàng. Riêng nhóm người A gọi là cái nhóm chuyên đi tán chuyện. Đấy, cứ tán chán chê, tán đú cái thứ trên trời dưới đất đủ kiện là nó mới mua hàng. Đấy. Tất nhiên là người A chúng ta đừng chốt luôn, đừng chốt luôn, cứ một vài câu chuyện đi. Cứ phải câu chuyện, nó ngồi nó kể chuyện. Nó ngồi bảo cho em ơi, sản phẩm em là về gì đấy, và sản phẩm bên nhà này. Ui, sản phẩm bên em như thế có xử được cái này không? Và ui, cũng ngon lắm chị ạ, chị đang gặp vấn đề như nào, chia sẻ em xem phát. Không chốt, chia sẻ, xong bắt đầu mình ngồi tâm sự, mình kể một vài vấn đề, nó ui, em phải xử cũng thế chị ạ. Đấy, kể câu chuyện ra xong lúc em dùng sản phẩm nó mới khác đấy chị ạ. Đấy, chị tìm được chỗ này đúng chỗ rồi đấy. Ngồi kể chuyện, ông mà em thấy trên cái, hôm vừa rồi, vào Facebook nó đi, các bạn vào Facebook. Hôm vừa rồi thấy chị vừa mua một bộ quần áo, áo của nó về đẹp thế, chị mua ở đâu đấy? Ôi, em săn mấy cái bộ này lâu lắm rồi, em chưa mua được. Còn được không? Đấy, em xong bộ này bốn lắm không mua được. Xong bắt đầu, ôi chị mua cái này ở đây mà, nó làm gì bao xa nó cũng đẹp lắm chị ạ. Đấy, hôm nào mà có thời gian thì chị mà có cái chỗ nào chị hay chị chỉ cho em cái mua quần áo, chị em thấy cái gu quần áo chị đẹp thế. Gu quần áo hay thế cho em chia sẻ. Có một vài câu này đây cho nó vui vui vạ. Đấy, hoặc là vào, ui em thấy chồng chị đẹp trai thế. Đấy, vào ngồi chén gió nó một tí về chồng nó. Đấy, xong bắt đầu quay lại. Ừ, chị dùng sản phẩm này cực hợp đấy. Đấy, có anh chàng, có anh chồng như thế là phải dùng cái sản phẩm này này. Trang cho bác ấy vào. Đấy, sản phẩm như này chị phải đẹp lên thì khi đó ông chồng đẹp trai mới đi cùng chị nhiều. Đấy, bây giờ chị rất đẹp rồi nhưng em thấy rằng nó chưa đủ tiềm năng đẹp với chị. Đấy. Thì các bạn thấy không? Đấy, người ai đấy. Đã từng gặp khách hàng người ai thấy chưa? Ngồi tán về cái chuyện con nó, ngồi tán về chuyện chồng nó, ngồi tán về cái chuyện kéo đẹp của nó. Ngồi tán về hôm trước chúng ta như thế nào? Hôm qua cũng tám với khách cũ thế là chốt được hai hộp. Chị Tâm Lan chúc mừng Quy Lê nhá. Đúng rồi đấy. Đó, các bạn đã từng bán hàng những người ai thấy chưa? Ui, nó ngồi nó cứ tám đi đó. Cứ riêng người ai, một bạn nào vừa nãy nói đấy, rất là chuẩn. Khách hàng người ai mà cứ chăm chăm chỉ nhăm nhẹ chốt nó là thường tỷ lệ trượt rất cao. Bọn thì nó mua hàng không bởi vì sản phẩm, mà đôi khi nó mua hàng chỉ bởi vì cái việc chém gió của bạn hay ho. Lần sau nó nhớ bạn, nó tìm lại bạn, em ơi, hôm nay chị có chuyện này hay lắm muốn kể với em. Kể xong lại mua hàng. Em bán hàng chưa gặp đi thì phải, không tán gì cả, đa số DSC. Ô thế à, người ai nhiều mà em, người ai rất nhiều luôn. Hoặc đấy, tỷ lệ người ai trong cái thành phần trong cuộc sống này chiếm tỷ lệ khá là cao đấy. Hoặc có thể chính bản thân em là đang quen bán hàng theo kiểu đi, mình là người đi và người ép nhiều nên khá là mình hay tập trung việc bán hàng theo kiểu đó, mình quên mất họ là nhóm cái gì luôn. Đấy. Người đó, cái nhóm đó không cần phải áp lực việc chốt sale ngay hôm đầu tiên, họ yêu mình lần sau vẫn chốt được hết, lúc sau vẫn chốt được hết. Ok rồi, nào những bạn nào người ai có thấy như thế không, có thấy người ai như thế không? Từ huyệt người ai là cảm xúc về từ người ai, nó khá là giống cái người người ai thì là cái tính cách của họ khá là giống với người đi về việc là danh tiếng. Nhưng người ai khác người đi một việc là người đi muốn nhanh gọn hơn một chút, nhưng người ai lại thích rông dài chuyện thêm một chút. Em toàn gặp khách người ai tán xuyên đêm, tán chán chê mới bảo ship hàng. Con ị cũng không được cũng kể. Đúng không? Người ai con ị không được cũng kể. Chứ gì họ cũng kể luôn. Đấy. Nhưng người ai nó hay như thế. Nhưng người ai vui lắm các bạn. Đấy, người ai mà kể cho chuyện trước đúng là cái nó thích là chuyện chỗ nào, đúng không? Đúng rồi. Đó, nên là các bạn đã phát hiện ra người ai, nên nhớ người ai là phải bán hàng kiểu khác, đừng bán theo kiểu cũ nó các bạn chết. Các bạn bán hàng theo kiểu cũ là các bạn chết. Nhóm người ai không bán hàng được theo cái kiểu gọi là cách của các bạn đâu. Thấy họ người ai nằm phát đập bật ngay cái motor, bật ngay một phát cái não bộ, vặn ngay co sàng, bán hàng người ai. Đấy, chuyển sang bắt đầu. Khéo cái miệng ra ngồi là hello chị à, ngồi nói chuyện ra tán phét nằng nhằng một tí đi. Đấy, đã là người ai chuyển số sang cái gọi là tán phét nong 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 nong. Em toàn khách đi thôi à? Em gặp khách đi em ngon quá. Đời người bán hàng thích nhất là bán hàng cho thằng người đi và thằng người ai, bởi vì tỷ lệ nó mua hàng nhanh lắm. Hai cái cụ đi và ai nói chung là việc chốt sale rất là nhanh gọn, thậm chí là không chia sẻ những cái này, các bạn chốt người đi và người ai chốt cũng rất là nhanh chóng ra đơn, nhanh chóng ra đơn hơn. Chỉ có cái là khi bạn có cái công cụ này thì bạn sẽ chốt tỷ lệ trượt thấp, rất thấp. Ok.
Các bạn hiểu bản năng người y chưa? Hiểu bản năng người y chưa? Nhìn thấy em không ngậm được một mặt tớ hài thế à? Đứa trai này mà các bạn bảo lại cười tớ thế. Tiếp này. Ok không? Bây giờ sẽ đến với nhóm tiếp theo này. Ai xong rồi đúng không? Về đến S. Nào. Toàn si thôi, đời em mà gặp toàn khách hàng người si thì em đau đầu lắm. Em khách hàng người si em đau đầu lắm. Phải chuyển đổi kiến thức để hút khách hàng thôi. Em đã thích em tự chốt thôi, hỏi có lệ thôi. Thắp tới tớ sẽ làm nhiều. À các bạn có, tớ đang định làm TikTok các bạn, anh em cứ bắt tớ làm TikTok, khi mấy hôm tới tớ phải làm TikTok thôi. Nhưng mà TikTok tớ là làm theo kiểu hài chứ không phải là dạy riêng, thì các bạn sẽ xem tớ đóng toàn phim hài trên đấy đâu. Mấy hôm tới là tớ lập cái Facebook TikTok khoảng cả tháng rồi nhưng tớ chả muốn dùng nó, chả vui lắm nên là tớ không vào đấy nhiều. Nhưng mà mấy hôm tới anh em bảo nhiều, chắc mấy hôm tới tớ sẽ xây luôn một kênh hề trên TikTok luôn. Kênh đó nó không phải là kênh về thầy giáo, mà kênh đó là kênh gọi là gì ạ? Thánh hài hước, thánh chém gió. Đấy, thánh nắm mồm. Mặt thầy biến đổi kinh khủng thế, nhanh gọn quá. Rồi, ok, tiếp tục này. Tiếp tục nhá. Người S. À, phụ Salem nói hộ tớ rồi. Chuẩn đấy. Ghi bán hàng người S là tâm sự và tình cảm. Nào đi thầy, em follow liền. Tớ có kênh rồi đấy nhưng mà tớ chẳng dùng, có khi đến nửa tháng rồi để tớ mấy hôm tới. Chắc hết tuần này tớ làm luôn. Sẽ có tiểu phẩm hay cho các bạn xem. Tớ đã làm đâu mà các bạn, tớ dạy. Bây giờ tớ làm tốt tớ mới dạy. Đó. Chắc kênh tớ chỉ tháng là lên ngay mà. Tớ làm cho các bạn đau ruột luôn. Ok, tiếp nhau. Bây giờ là cái nhóm người S. Đúng hai kỳ của phụ và chia sẻ. Đó là tâm sự và tình cảm. Quả này cho nhá. Tâm sự và tình cảm. Nhớ cho đúng hai cái từ đấy. Riêng người S mua hàng, khi bạn ngồi nói chuyện với người S ấy, người S khác với người ai đâu. Thằng ai và thằng S ấy, cái cảm quan ban đầu ấy giữa ai và S là gì? Là ai nó thoải mái luôn, nó hỏi nó chém gió nó thoải mái luôn. Nhưng thằng S ấy, ngay cảm quan ban đầu nó ngồi hỏi, nó chỉ hỏi qua nó, chị ơi sản phẩm của mình như thế nào. Đấy, vâng vâng là thì giá sản phẩm ra sao, tức là nó hỏi nhưng mình không để phát hiện ra nó là người si hay là người ấy mấy đâu. Đó, chỉ cái là khi bắt đầu mình ngồi nói chuyện thêm một cái mình có thể hỏi nó, thế thì vấn đề em đang gặp phải ở sản phẩm này là gì đấy, để chị tư vấn hỗ trợ phù hợp nhất. Mình hỏi như thế đi, bắt đầu ngồi nó chia sẻ là sản phẩm em nó em đang bị như này này, da em như này này, rồi bắt đầu là khi đó chị hiểu rồi, thế nó có ảnh hưởng đến cuộc sống em không. Bắt đầu nó ngồi nó kể ra là chuyện về chồng này, chuyện về con này, chuyện về gia đình, chuyện về cuộc sống đấy. Đặc biệt là người thân, riêng nhóm người S là ảnh hưởng cực kỳ nhiều người thân. Đấy, ví dụ như da họ xấu, họ cực kỳ ngại việc chồng nhìn thấy. Đấy, cực kỳ ngại cái việc đấy. Cứ người S cứ tâm sự tình cảm. Đấy, và tử huyệt của người S là tử huyệt về gia đình. Bán hàng cho họ hay bán hàng liên quan đến gia đình. Em thiên về S cũng nhiều tình cảm hay tâm sự, đúng không? Đó, người S là cứ tình cảm tâm sự. Đó, tại tình cảm tâm sự và cái từ số 3 là từ gia đình. Bán hàng cho họ ấy, bạn sẽ thấy họ thường nói về những câu chuyện về gia đình, về con cái, các câu chuyện về chồng. Những sản phẩm họ mua, cái mua của họ cũng chỉ vì chồng. Họ mua sản phẩm cũng vì con và vì mình cuối cùng. Hãy nhớ người S, họ mua hàng vì chồng, vì con, vì người quanh họ, còn vì họ cuối cùng. Đó. Có một cách chốt sale cho người S mà không bao giờ trượt, đó là gì? Là khiến cho họ cảm giác như họ đang nợ mình một cái gì đó, thì người S ngại phải mua. Có nghĩa giống kiểu như mình nói chuyện với họ, mình tâm sự, mình giải quyết vấn đề chồng con của nó xong đi, đố nó không dám mua hàng đấy. Người S có cái tính ngại rất cao, ngại từ chối rất cao, nên việc bán hàng cho người S tỷ lệ trượt thường nó sẽ khá là thấp. Đó. Và nếu mình giúp được cho người S tâm sự tình cảm, mình nói chuyện trong một nửa 15 phút, một tiếng, mình toàn nói chuyện về cuộc sống gia đình nó thôi, thì gần như là người S đều sẽ mua hàng. Quản đấy nhá. Gần như người S đều sẽ mua hàng. Vì sao? Tại sao họ lại mua hàng? Bởi vì họ cảm thấy nợ chúng ta một cái gì đó. Họ đã cảm thấy cần chúng ta một cái gì đó. Live stream tuần này sẽ có khối người viết được quy trình đào tạo. Ôi trời ơi, nó lại có ngay nhiều made in mới ngay. Các bạn cứ made in thầy mong với tớ một tí là được thôi. Đấy, còn tớ sẵn sàng các bạn chia sẻ đâu cũng được. Đó, chỉ cần mỗi made in thầy mong một câu thế là được. Còn chia sẻ thoải mái. Đấy, viết thành cái ebook hay viết thành cái gì cũng được. Đó,
nhưng cứ made in thành vòng một tí, bởi vì ít nhất là cái món này tôi mất khá nhiều thời gian để tôi luyện tập, tôi xây dựng lên. Ủa đúng không? Nào ai, các bạn đã từng bán hàng người S hoặc các bạn đã từng là khách hàng người S, các bạn có cảm thấy như thế? Chuẩn S thì phải làm sao ạ? Thì nếu như em muốn trở thành người bán hàng, em buộc em phải chuyển thành các nhóm mạnh hơn. Đấy, phải trở thành nhóm mạnh hơn. Đấy. Và nếu bạn là nhóm người khác thì bạn ngược lại, bạn là nhóm người khác không cần thiết. Em thường mua hàng cực nhanh và cũng không cần người bán tư vấn quá nhiều, vậy thì em không hẳn là người S rồi. Người S thì cũng người S cũng có một phần là tự mua bán hàng nhanh, nhưng mà họ thường lại quyết định mua lâu hơn. Người S nhiều khi mua hàng là bản thân bạn phải ra quyết định hộ họ, nói chuyện tâm sự chán chê, phải hỏi thế vậy em mua sản phẩm này để dùng cho mình luôn chứ. Đấy, vậy em mua sản phẩm này luôn đúng không, vậy em mua luôn hai một hộp hay hộp nhỉ. Bạn hỏi từ một câu thế xem, nó ít tỷ lệ bạn hỏi câu đó 10 thằng đến 9 thằng nó phải nó chọn một hoặc hai hộp, chứ gần như không có thằng nào nó bảo là em không mua sản phẩm. Bởi người S họ có tính ngại, tính cả lể cao. Đấy, nên là mua hàng của những người S sủi sướng vô cùng. Tại sao bảo khi mình bán hàng cho người S mình đã tâm sự nói chuyện, thậm chí mình giải quyết vấn đề cho nó. Nó mà không mua hàng thì nó ngồi nó cắn cả đêm cả tối, nó ngại hôm sau nó nhắn tin nó phải mua hàng của mình. À, các bạn hiểu không? Đấy mới là cái đặc biệt nhất, phê nhất của cái bán hàng người S. Đấy. Và lần sau cứ người S tâm sự lại tình cảm. Ngày mai nhá, tớ sẽ dạy các bạn thêm, ngày mai mới kịp không? Để tớ xem, có thể ngày mai tớ sẽ dạy, tớ sẽ báo lại. Còn một phần liên quan đến chăm sóc khách hàng, thì bản thân các bạn chăm sóc khách hàng cũng phải chăm sóc theo phong cách DISC. Các bạn thấy nhá, khi họ mua hàng xong, chúng ta phải tạo ra những list danh sách DISC và chúng ta nhắn tin họ theo từng dòng phong cách một. Thì cái tỷ lệ họ tương tác, họ nhớ chúng ta rất cao rất nhiều. Các bạn đã nhớ mình điều đó nhá. Họ sẽ nhờ chúng ta rất cao rất nhiều. Còn chăm sóc khách hàng không phải chỉ đơn giản chăm sóc theo một kịch bản, mà phải chăm sóc theo nhóm khách hàng, chăm sóc theo định lượng các thứ của khách hàng khác nhau. Đang học thầy chia sẻ em chốt luôn đơn hàng. Chúc mừng em nhá, tuyệt vời. Chúc mừng Kiều Anh. Đấy, các bạn áp dụng xem mấy hôm tới bạn chốt đơn hàng xem. Nhẹ như lông hồng. Đấy. Chốt một phát cực kỳ thanh thản luôn. Chất quá thầy ơi. Ok. Và các bạn đã vào đến ngày hôm nay mình thôi. Mình đấy, gọi là được quyền là các bạn sẽ gọi đó là sư phụ. Gọi sư phụ cũng hay. Gọi sư phụ như là chúc bạn hay gọi, các bạn có thể gọi như thế. Thích gọi thì được, thích gọi thầy được, gọi cái gì được. Còn các nhóm bên ngoài là ta không nhận, đã vào học trò thành vong được phép gọi như thế. Bạn được gọi nhỉ, cho nó dễ. Đấy, để sau này tớ mang danh sư phụ là tớ phải luyện tập huấn luyện sâu hơn. Huấn luyện sâu hơn. Ok, đấy là người S. Nên thằng I, thằng S cũng đều cần thời gian. IS đều cần thời gian, nhưng thằng I thì vui lắm, thằng S thì bạn ngồi nói chuyện có những hôm khi bạn mà biết cách nói, thằng người S em cảm ơn chị, em vừa khóc. Đấy, em cảm động quá, em biết ơn chị nhiều quá. Thằng S là cảm xúc luôn. Thể hiện ra. Nhớ nhá, S là tử huyệt về gia đình. Đó. Người S là tử huyệt gia đình, sư phụ. Chưa dùng từ sư phụ. À, nhưng bây giờ đến khóa này là mình có thể, các bạn có thể gọi là sư phụ được rồi. Để gọi là sư phụ được rồi, các khóa khác ta không nhận đâu. À, bởi vì khi ta gom vào gọi học trò thầy mon nó có thể gọi như thế được rồi. Em phục thầy sát đất. À, ê, vui quá, cảm ơn sư phụ. Hôm nay được danh mới rồi, được gọi sư phụ được danh mới rồi. Có thích gọi sư phụ các bạn để gọi sư phụ nhá. Không gọi là thầy nữa, thầy hơi xa một tí, nhưng gọi sư phụ thì gần hơn. Học chất quá thầy ạ, giờ em mới hiểu. Thân thương quá ạ, bái phục sư phụ. Ừ, nghe gần hơn đúng không? Nghe gần hơn không? Mà khi các bạn đã gọi là sư phụ rồi, không phải là thầy đấy, thì được phép chửi các bạn mạnh hơn đấy. Nhớ cái đó nhá. Nó được phép chửi các bạn mạnh hơn đấy. Đó. Và mấy hôm tớ sẽ phân tích, tớ sẽ xem các bạn lên đăng bài trên nhóm nào, và tớ sẽ xây dựng cho các bạn thành cộng đồng các bạn đăng bài. Và đa phần các bạn sẽ được đăng, còn những người khác không được đăng. Thầy là sư phụ của bọn em thì em gọi phải gọi thầy là sư tổ. Mà em không gọi tớ là sư cụ nhá. Và thầy là sư phụ của bọn em thì em phải gọi thầy là sư cụ thì thôi, tớ về tớ gắn râu luôn đấy. gì cũng biết. Ôi, các bạn học tớ, các bạn còn nhiều cái lắm, sau này mà học về làm về đội nhóm các bạn còn đầy thứ phải học. Sư phụ em là Ngộ Không. Hello Ngộ Không, Ngộ Không. Ok, thời tiết này, cái nhóm cuối cùng là nhóm người si. Riêng các cụ người si thì các bạn biết rồi đấy, cụ người si đừng, mình có một nguyên tắc nhá. Người si hãy bán
bằng cái thật nhất mà bạn đang có dành cho họ. Nghe sư phụ gần gũi thân thiết, ơi hay quá. Linh được gọi riêng đại ca nữa. À, tiếp này, bạn ạ, nhóm cuối cùng là nhóm người si. Ok, nhóm cuối cùng là nhóm người si. À, chửi mà cười rất hàm, mà chửi cái gì mà cười rất hàm. À, cái nhóm cuối cùng là nhóm người si. Còn duy nhất một câu dành cho các bạn nhóm người si, đó là tư vấn thật tâm, tư vấn thật lòng. Đó, giúp họ giải quyết mọi thắc mắc. Đó. Ok, giờ gọi là đệ tử hết. Rồi, được quá, được quá. Thực ra chuẩn nhất là phải có kết hợp cả hai, cả luật hấp dẫn và cả cái này thì mới được thực sự là sư phụ chuẩn. Bởi vì sao? Bởi vì khi đó thì các bạn mới đảm bảo được hai yếu tố. Nhưng mà đa phần các bạn đây được cả hai khóa rồi. Yếu tố về tâm trí và yếu tố thứ hai về kinh doanh. Tôi muốn giúp các bạn cả hai yếu tố đó, tâm trí và kinh doanh, thì các bạn mới thành công được. Chứ đừng có một trong hai yếu tố đó. Đó. Đấy, si, hãy thật tâm và giúp họ giải quyết những cái thứ mà họ đang mắc phải. Ok, các bạn đã vào đến đây là được bán càng dài dài rồi. Các bạn đã vào đây là phải được bán càng dài dài rồi. Được bán càng dài dài rồi. Đúng rồi, các bạn phải xem lại nó mới hiểu hết. Đấy, thì nhóm người si là thế nhá. Cứ thật tâm, thật lòng, giá trị hết mình với họ. Đừng có mà tạo ra một cái màu mè gì ác chiến quá. Đừng có tạo ra một cái gì đặc biệt. Khi nào off Sài Gòn thầy ơi, khả năng tháng 7 em ạ. Sài Gòn thì một năm tôi mở có 2 lần thôi, nên chắc khoảng tầm tháng 7 mới có khóa. Đấy. Nhiều bạn khó ngủ rồi. Ok, cái đồng hành dài đấy, sắp tới các bạn sẽ được huấn luyện nhiều cái lắm. Hôm nay bọn tôi vừa làm việc với các leader mạnh. Leader mạnh các bạn sắp tới sẽ triển khai chiến dịch huấn luyện kinh khủng luôn. Các bạn sẽ được gọi là học và không bị quá nhiều kiến thức, chỉ học tập trung đúng hai thứ sắp tới bọn tôi dạy đúng hai thứ mạnh nhất là kinh doanh. Thứ nhất là dạy về kinh doanh cho các bạn. Nếu mà có thêm về huấn luyện hệ thống mình sẽ mở sau, mình sẽ nói sau. Có đúng hai thứ bọn tôi sẽ dạy các bạn thực kỳ chuyên sâu, thứ nhất là kinh doanh và thứ hai là làm chủ được tâm trí và tiềm thức các bạn. Sẽ dạy sâu vào hai cái thứ đó. Chắc cả phải vài khóa nữa thì tớ mới là nhiều đệ tử nhất. Đệ tử nhiều nói mà không thể nhớ được bao nhiêu đệ tử đúng không? Không thể nhớ được bao nhiêu đệ tử. Đó. Sắp các khóa sắp sửa diễn ra rồi. Đó. Các bạn nhớ nhá, người si như thế. Người si nhiều bạn cứ ngồi cố gắng chốt siêu cảm xúc. Nhóm người si nó ghét bị chốt cảm xúc đó. Nếu bạn gặp phải người si đừng có cảm xúc. Đấy. Nháy vào nỗi đau, xoáy vào nỗi đau để họ mua hàng. Cái nguyên tắc đó các bạn đang bị dạy sai. Người si đừng có mà xoáy nỗi đau và tát cho chết. Vì mà thảo phân tích, cứ ngồi nếu như anh không sử dụng sản phẩm này ấy, thì nó ảnh hưởng đến cuộc sống anh ra sao. Bố mày biết rồi, bố mày hỏi về sản phẩm này thôi. À, khi mua được sản phẩm này anh ấy thử nghĩ nhá, anh sử dụng sản phẩm nó đẹp da lắm, nó thích lắm, nó tuyệt vời lắm. Mày không phải PR sản phẩm của mày, tao tự biết phân tích, không phải nói nhiều, ok, để tao tự làm được không? À, tao chỉ hỏi mày đúng mỗi câu là sản phẩm mày có những nguyên liệu gì, xuất xứ ra sao, mày có cái gì dám cam kết bảo đảm trong sản phẩm này có kết quả không? Thì mở đến leader gì để bọn tao phải phân được các cái phân luồng các khóa học nữa. Bởi vì nếu dạy nhiều quá các bạn học viên cũng sẽ bị loạn cho các chương trình của mình và các leader, nên bọn tao phải phân được lại luồng cho nó chuẩn thì bọn tao mới mở ra. Đấy, các bạn nếu mà làm việc người siêu bạn thấy rất là rõ cái đấy. Nó cần thông tin, nó cần giải đáp, cần thắc mắc cả mọi thứ. Đừng có mà cho sale nhiều quá. Hãy giúp hết mình. Nếu bạn có những khách hàng có giá trị thay đổi, hãy chia sẻ. Mãi chia sẻ mình miệng rồi bằng những cái mong muốn của bạn với họ. Người si nha, nếu như thực sự họ có mong muốn, họ chỉ cần như thế thôi. Họ chỉ cần đúng mong muốn thôi. Bạn chia sẻ, dụ như là hôm trước em có chia sẻ một khách hàng như này này. Đấy, thì hôm nay cũng chia sẻ đấy, anh chị có thể đọc một chút kết quả. Và mình cảm thấy thực sự tin tưởng em, tin tưởng những cái giá trị em chia sẻ cho mọi cho anh đấy, anh có thể quyết định là anh mua đăng ký. Hoặc có bất kỳ cái thắc mắc gì cần thiết thì có thể giải đáp, em sẽ hỗ trợ. Khi sản phẩm này của em bán ấy, em có một sự cam kết về bảo hành bảo đảm luôn. À, một điều rất là chắc chắn cho anh chị. Mình sẽ đặt hàng như thế. À, nếu chị dùng khoảng tầm bao nhiêu liệu trình không kết quả, chị nhắn lại em, em sẵn sàng trả lại tiền cho chị. Bởi tại sao? Làm việc bọn em là uy tín, làm việc em là cái kết quả. Đấy, cái phay này của em không phải làm bán một khách hàng, em bán cho rất là nhiều người. Đó nên là sự uy tín là hàng đầu. Anh chị có thể chụp lại cái đoạn này và dùng bất kỳ khi nào anh chị muốn. À, có được không? Đấy, người si họ cần như thế.
một sự bảo đảm, một sự bảo hành, một sự chắc chắn. Đấy. Với họ mua hàng không phải là chuyện lớn nhất, mà quan trọng hơn là cái độ chắc chắn, độ bảo đảm. Nên người sẽ tư vấn thật lòng, kèm theo cam kết. Đấy, theo cam kết. Nhưng tất nhiên đừng nói cam kết sớm nhé. Nói mà các bạn nói cam kết sớm ấy. Đấy. Đấy, các bạn nói cam kết sớm ấy là các bạn lại nó giống kiểu như là các bạn nói bảo mấy cái bạn này sao nó cam kết ác hết nhỉ, có cái gì không, nó lại phân tích. Lúc nó hỏi mà nó khó chịu quá mình cam kết cho nó luôn, nhìn luôn. À. Đúng rồi, nói nhiều là chửi liền, không thích bị xoáy nỗi đau. Nó cũng nhanh gọn. Nó cũng như thằng người đi là nhanh gọn, nhưng mà thằng người đi nó thoải mái hơn, thằng này nó chỉ cần thông tin thôi. Đấy. Nhưng các bạn nhớ nhá, trong tất cả nhóm khách hàng ấy thì nhóm người đi và người ai mua hàng dễ nhất. Nhưng người đi và người ai, đây cái phần mình muốn chia sẻ thêm này. Tại vì khi mình chia sẻ thì các bạn chỉ switch xu hướng một chút người đi ai và người S thôi. Nhưng các bạn không hề nhận ra nhá. Cái nhóm người đi và người ai ấy, đấy là cái nhóm gọi là con của thiên hạ. Đến nhà mẹ nào bán hàng hay nó vào nó mua hàng liền. Hôm nay nó mua hàng bạn hay mang nó khác nó hát hay hơn, nó nói hay hơn nó lại sang đây nó mua hàng. Tức là người ai và người ai và người đi họ mua hàng. Đấy. Họ chạy lung tung. Họ thích chỗ nào họ mua chỗ đấy. Tức là đấy nó không phải là một khách hàng thực sự đảm bảo được độ hiệu quả an toàn cao nhất. Bởi vì cái đội đấy nó có mua hàng theo cảm xúc nó nhiều mà. Nó có quyết định dừng ở đâu đâu. Nó đang mua điều chỉnh bạn hay, mai nó xem thằng khác quảng cáo hay, nó lại có thể mua thêm một điều chỉnh khác, nó dùng thêm. Đấy. Hôm bữa gặp một khách nói cam kết mà vẫn không thấy tin đấy. Em phải nhắn một lúc đó, và cảm thấy nó muốn hỏi thực sự cần thiết lắm em mới nói cái cam kết đấy. Đấy. Đúng rồi, nhưng mà người si cam kết hiệu quả cao hơn. Đó. Thì đấy là nhóm đi và ai. Nhóm người S thì S và đi thì mua hàng sẽ lâu hơn một chút. Người S thì sẽ tỷ lệ trượt thấp nhưng mà sẽ mua hàng lâu hơn, cần sự chăm sóc bạn nhiều hơn một chút. Nhưng người S và người D được coi là nhóm khách hàng, à S và C được coi là khách hàng trung thành. Đặc biệt là người C, nó đã mua hàng của bạn nha, nó quyết định mua hàng của bạn nha. Đấy. Đúng rồi, mình phải như thế đấy. Nó mua hàng của bạn ấy, nó mua một lần ấy, lần sau nó vẫn quay lại nó mua của bạn tiếp. Và cực kỳ hiếm khi nó đi mua hàng của một người khác. Khi mình làm việc với các chủ doanh nghiệp ấy, các anh chị chia sẻ trong kinh doanh ấy, họ cực kỳ thích tìm kiếm khách hàng người si. Vì sao? Khách hàng người si được gọi là khách hàng xương sống. Có nghĩa là gì? Nó gọi là bộ khung của cơ thể. Nếu như bạn có nhiều khách hàng người si thì bạn luôn luôn an tâm về một tỷ lệ lượng đơn hàng đều đặn cho bạn. Thậm chí không cần tư vấn quá nhiều, không cần hỗ trợ quá nhiều sau này. Gặp vấn đề họ hỏi không cần thì thôi. Người si như thế. Nếu người si như thế, không cần bạn phải hello chị dạo này có khỏe không, dạo này chị thế nào. Người si khác, người si chỉ cần cảm nhận một lần về mày ok là sao, tao vẫn đây tao mua hàng. Đấy đặc điểm số 1 người si. Đặc điểm số 2 người si thì không chỉ đơn giản trung thành. Người si là người khó mua hàng, mà nó đã mua hàng ở đâu à, xu hướng của nó hay thích giới thiệu cho thằng khác ấy, mà nó đã giới thiệu cho bất kỳ một thằng nào ấy, thường thằng nó sẽ mua. Bởi vì người si rất là kỹ tính, mà khi nó đã mua được hàng thì những thằng khác mà ui mẹ thằng này nó khó tính như này nó cũng mua hàng thì mình lo cái quái gì, thế nào cũng lại mua hàng luôn, có được không, thế nào nó cũng mua hàng theo luôn. Đấy, cái hai người si như thế, cái hai người si như thế đấy. Nên các bạn đừng thấy người si là ngại ngại tránh tránh nhá. Nếu các bạn có được khoảng tầm 50 là khách hàng người si đi, đời bạn cũng nhàn đi bao nhiêu đấy, bán hàng bạn nhàn hẳn luôn. Đấy, một số bạn đang tổng hợp lại rất là nhiều. Thì mình cũng cho bảo là tổng hợp, các bạn phải tự tổng hợp thôi, tớ không tổng hợp đâu. Bởi vì cái livestream này nó phân ra quá nhiều các cái phần nhỏ khác nhau, tớ phân tích từ đầu đến cuối. Thì các bạn cần phải nghe và tự phân tích lại. Đấy. Phân tích lại cho nó nhớ hết nhá. Đấy. Nên đừng, trong cái bảng DSC mình cũng nói rồi, là không có một khách hàng nào thuộc nhóm nào là yếu cả. Đâu cũng là khách hàng đặc biệt hết. Và nói chung là nguyên tắc bán hàng, khách hàng đến với ta đều là sự tuyệt vời hết. Chúng ta phải hiểu được đấy, chúng ta mới có nhiều khách hàng. Đấy không ạ? Chị Trần Nga, chị đang lưu lại hai phép đấy, mình ghim lại bình luận cho các bạn nhé. Ghim lại bình luận của Trần Nga này. Ok. Người si sẽ khoai hơn, level cao hơn một tí. Nghe sư phụ phân tích, em nhận ra em có hai hàng người si, đúng rồi. Tí về thì nhắn tin họ theo cách đó xem. Đó, Thảo sẽ thay đổi ngay. Em chinh phục người si tại em tự tin về kiến thức sản phẩm, kiến thức công ty, đúng không? Người si nó cần
nếu bạn đã dịch thạc sĩ cho người C, kiến thức về sản phẩm, kiến thức công ty thì nắm rất là rõ, đặc biệt là sản phẩm. Đấy, phân tích, xử lý cho nó. Thì thành công rất là cao. Thì thành công rất là cao. Ok chưa? Thì đấy là cái phần số 1, bây giờ mới dạy được xong này. Về phần hấp dẫn thì em không biết có dạy được hết không? Xem nào, nó hấp dẫn là chỉ sợ dạy không đủ thời gian. Các bạn học là dẫn là còn nhớ bốn đối tác tâm linh không? Còn nhớ bốn đối tác tâm linh không? Nguyên tắc trong bán hàng bắt buộc phải thiền bốn đối tác tâm linh. Các bạn nhớ mình điều đó nhé. Bắt buộc phải thiền bốn đối tác tâm linh khi đi bán hàng, khi đưa chút tuyển sỉ hay đi làm bất kỳ một việc gì đó. Hãy làm cái đó cho mình. Đấy là một quy tắc bất di bất dịch. Sắp tới bốn đối tác tâm linh sẽ được up lên một cái app riêng và các bạn học viên sẽ được sử dụng bốn đối tác tâm linh ứng dụng cho việc bán hàng, sẽ có một bản thôi miên riêng. Bốn đối tác tâm linh ứng dụng cho việc tuyển dụng, đấy, làm việc với đội nhóm, sẽ có một bản thiền riêng. Đó. Và bốn đối tác tâm linh trong việc làm việc về công ty, làm việc về các thứ khác ấy, sẽ là một bản riêng, sẽ có khoảng tầm 3 bản về bốn đối tác tâm linh cho các bạn sắp tới. Em có nhớ ạ, và áp dụng rất tốt luôn. Các bạn thấy khi chốt sale bằng bốn đối tác tâm linh cái tỷ lệ ra đơn nó cao không? Đó. Cái này là cái kiến thức cho nó hướng dẫn, nó mở trong buổi số 4 nó hướng dẫn. Sư phụ cứ dạy đi ạ. Cái này không dạy được các bạn, nếu ai đã nghe về bốn đối tác tâm linh các bạn biết rồi đấy. Là dạy đúng mất 2 tiếng đồng hồ để dạy được cái đó. Đó, để dạy nó mình sẽ chỉ đưa ra một vài ý liên quan đến về nó hướng dẫn thôi. Nhưng các bạn nhớ nhá. Kết quả bằng tài năng nhân hành động nhân với gì ạ? Sự may mắn, hay cho mình cái điều đó. Chúng ta mới có tài năng. Đây mình đang dạy các bạn tài năng. Và mình đang trong quá trình làm việc các bạn, mình huấn luyện thêm các bạn về hành động. Nhưng có một thứ mình không giúp được các bạn, đó chính là sự may mắn. Mọi người toàn tự động nhắn tin cho em xin gia nhập hệ thống. Chúc mừng Bích Thủy nha. Đây này, em đã áp dụng được chúng đấy. Đấy. Quy tắc đó áp dụng được kinh doanh cực kỳ ra đơn rất hiệu quả. Và quy tắc đó thì nói rất là nhiều nhưng nó chỉ tổng hợp bằng đúng một cái câu mà hôm mình có đăng trên Facebook ấy. Người bán hàng, chúng ta làm nghề bán hàng không phải chúng ta đi bán hàng, mà chúng ta bán hàng là giúp khách hàng có được cái sản phẩm phù hợp với họ. Các bạn nhớ cái câu đó cho tới nhé. Đấy, đấy câu đó. Hay tương tự, các bạn tuyển dụng đội nhóm không phải là chúng ta đang đi tuyển dụng họ, mà chúng ta đang giúp cho họ tìm được một công việc phù hợp với họ, giúp được một công việc giúp họ đổi đời. Đó. Khi chúng ta hiểu được hai cái điều đấy, các bạn tuyển dụng, các bạn bán hàng thì thành công và đi lên được. Bởi vì tất cả chúng ta đều đang làm theo cách mang lại tiền cho mình. Nhưng những bạn nào học viên đây, các bạn đã từng áp dụng tốt bốn tâm linh lại nhớ cả nguyên tắc để tâm tầm tài tiền và tôi tội 5T thất bại và 4T thành công, nhớ lại cho ta đúng cái bốn các nguyên lý đó. Ở đây ta nhắc lại thôi vì không có thời gian để dạy sâu được, nhưng ai đã học rồi phải ngồi nhớ lại toàn bộ kiến thức đó. Đó, bởi vì khi cái tâm bên trong bạn, các bạn nhớ cho tới nhá, nó dẫn là gì, là năng lượng bên trong bạn là gì, thì bạn sẽ phát ra bên ngoài năng lượng đó. Khi bạn nghĩ đến một khách hàng và đầu bạn chỉ nghĩ làm sao chốt sale được họ, thì bạn đang phát ra cho họ một cái năng lượng là gì? Tao muốn chốt sale mày. Và khi đó việc bán hàng càng ngày càng trở nên khó khăn. Các bạn nhớ nhá. Hãy nhớ mình nhá. Việc bán hàng càng ngày trở nên khó khăn. Đấy là cái số 1. Cái số 2 là gì? Đó, nếu chúng ta thực sự mong muốn giúp đỡ khách hàng, chúng ta tạo ra một cái tâm bên trong chúng ta là một cái năng lượng muốn mang cho khách hàng những cái giá trị tốt nhất. Tạo ra những cảm xúc tốt nhất, muốn cho khách hàng có được những giá trị đó. Các bạn nhớ. Thì khi đó cảm xúc ta dạt dào, nó sẽ hấp dẫn khách hàng đến với chúng ta cực kỳ nhanh chóng. Có nhớ cái đó không ạ? Đó, đây chính là nguyên tắc bán hàng và đó là nguyên tắc của bốn đối tác tâm linh. Đây là cái điều số 1 trong bốn đối tác tâm linh nhá, các bạn phải áp dụng cái đó cho mình. Nhớ rằng cái năng lượng và cảm xúc bên trong bạn là gì, bạn sẽ hấp dẫn được những khách hàng như vậy đến với mình. Hãy nhớ cái điều đó. Thì điều đầu tiên trong bốn đối tác tâm linh, các bạn phải áp dụng được cái đó cho mình. Ok, các bạn hiểu cái này chưa? Còn những bạn chưa hiểu thì nhớ đúng như cái câu hôm rồi tôi đăng trên Facebook đấy, bán hàng cho khách hàng quan trọng nhất là giúp họ chọn được một sản phẩm phù hợp với họ. Chúng ta không phải là người bán hàng, chúng ta đang giúp khách hàng có được cái thứ họ muốn. Chúng ta đang làm nghề vĩ đại cao cả đó, để giúp đỡ khách hàng. Được chưa? Và tương tự, chúng ta tuyển dụng đội nhóm không phải là chốt nó đến năm sau cho mình. Nếu bạn nghĩ điều đó, bạn cực kỳ khó chốt được họ. Nhưng bạn tuyển dụng họ vì bạn muốn họ đến với mình và để mình cho họ một công việc để họ phát triển, họ thành công. Và nếu bạn thực sự có được những cái cảm xúc đó khi nghĩ đến những người sắp sửa đến với bạn,
Đó. Giống như đến bao giờ các bạn được như bọn tớ, tại sao tớ có thể làm ra những chương trình hay như này? Đến bao giờ bạn có thể có những cái cảm xúc như bọn tớ là đau khi thấy quá nhiều người kinh doanh mất rất nhiều tiền đi học. Đặt một. Cái số 2, rất nhiều người bỏ tiền muốn làm giàu mà không thể thành công được. Cuối cùng bạn chết và đắm chìm, rất nhiều bạn chết đắm chìm trong cái một cái số tiền, một cái vấn đề về tiềm thức, một cái nỗi lo, một cái sợ về tiềm thức của mình vì mình đã từng một lần thất bại. Rất nhiều người sau quá trình kinh doanh họ không bao giờ dám quay trở lại một con đường làm giàu, họ quay về các cuộc sống công việc ổn định cũ. Nhưng bạn sẽ nhìn thấy rất là rõ, nếu như quay về công việc cuộc sống ổn định cũ không bao giờ giàu được, hoặc trừ khi mình làm một cái gì đó mới giàu. Rõ ràng làm cái nước không bao giờ mà phải thật có thể giàu được, làm các cái công việc nâng cố định các công ty không bao giờ giàu được. Đến khi nào bạn có một cái động lực và sự thôi thúc, khi nghĩ đến nỗi đau của thế giới, nỗi đau của những khách hàng quanh mình, bạn phải quyết, bạn phải tạo ra cái gì đó giúp họ, bạn mới có thể chạm đến được cái trạng thái của người bán hàng xuất sắc nhất thế giới, người tuyển dụng xây dựng đội nhóm thành công nhất thế giới, không nói thế giới là Việt Nam chúng ta, đó là Bác Hồ. Bác Hồ là người bán hàng tốt nhất tại nước Việt Nam chúng ta. Bạn tuyển dụng tốt nhất, bởi vì Bác không tuyển cho mình, Bác tuyển cho cả dân tộc. Bác không xây dựng đế chế cho mình mà Bác xây dựng lại toàn bộ đế chế cho dân tộc Việt Nam. Đó, đấy mới là người tuyển dụng tốt nhất. Còn những người tuyển cho một mình ấy, chỉ đơn giản như Pháp ngày xưa, Pháp Mỹ ngày xưa đấy, cứ tuyển thì người trả tiền vào đấy cho chúng mày đàn áp dân tộc. Đấy, nó làm chỉ vì lợi nhuận của nó, cuối cùng sẽ vỡ đó. Thế các bạn nhớ ra cái đó nhé. Cái đó thì vào khóa học hướng dẫn thì tôi sẽ nói rõ hơn về bốn nguyên tắc tâm linh. Đó, nhưng các bạn phải hiểu qua thôi. Cảm xúc bên trong của bạn là gì thì bạn sẽ ảnh hưởng ra bên ngoài. Đây là cái điều số 1. Được chưa? Tiếp tục nhá. Cái điều số 2 là có thể chia sẻ được thêm. Nó liên quan một câu đó như sau này. Vẫn là cảm xúc bên trong là gì nhá. Và hấp dẫn bên ngoài như thế. Những người biết cách tiêu tiền, thoải mái ăn tiền, sẵn sàng ăn chơi, sẵn sàng chi tiêu, sẵn sàng mua một cái gì đó, thì những người đó, các bạn quan sát xem, gặp những khách hàng khá là dễ tính. Đó. Có những người nào mua không dám mua, tiêu không dám tiêu, ăn được vài nghìn tiết kiệm, gần như có khi chả giờ biết một cái gì gọi là mua sắm cho mình, thì tất cả, không phải tất cả, có thể hầu hết, mình thấy rất là nhiều luôn, hầu hết những người đó, các bạn để quan sát mà xem, các bạn quan sát xem, có bao nhiêu trong số họ là những người bán, gặp được những hàng thoải mái, hay toàn gặp những người kỳ kèo, những người để ý, những người lại tính từng nghìn một. Các bạn có thấy không? Có ai thấy điều đó không? Không phải tự nhiên là sởi lời trời cho bo bo trời phạt đâu. Ai sởi lời thì rất là dễ gặp được khách hàng sởi lời. Ai bo bo kỹ tính cực kỳ dễ gặp khách hàng khó tính. Đấy. Nếu như bạn muốn hiểu này, hãy nhớ lại nguyên tắc về tiền mà thầy đã từng dạy các bạn rồi. Đó. Khi các bạn thoải mái với đồng tiền thì tương tự bạn sẽ gặp được những người cũng sẽ thắng. Tức là bạn sẵn sàng cho tiền đi thì cũng sẵn sàng sẽ có người mang tiền về cho bạn. Đó là nguyên tắc. Cái này thì giải thích theo kiểu thông thường không được. Cái này bắt buộc phải là luật hấp dẫn, hay gọi là nguyên tắc trong ngoài. Bên trong bạn là gì, bạn sẽ hấp dẫn cái bên ngoài như thế này với mình. Nếu bên trong của bạn là những sự dễ tính, bạn sẽ hấp dẫn những sự dễ tính. Những ngày hôm nay, những bạn nào đang gặp nhiều khách hàng khó tính, chốt hết người này người kia khó tính, hãy quan sát mà xem bản thân bạn ấy, có khi thích một bộ quần áo bạn thích lắm rồi nhưng chưa dám đi mua. Bạn thích được ngồi cà phê, ngồi đâu đó thư giãn với bạn bè một lần, bỏ ít tiền ra nhưng bạn chưa dám ngồi. Đó, bản thân bạn chưa bao giờ dám chi, chưa dám mua, thì càng ngày việc bán hàng, kinh doanh của bạn càng khó khăn. Em còn bạn trong team, nhà có điều kiện mua sắm cái gì không tiếc tay mà toàn gặp những người mua hàng dễ, tư vấn không phải chốt. Đúng rồi, nó tương đương nhau. Đây là sự hấp dẫn của những điều tương đồng. Đấy, đây các bạn thấy không? Tại sao khóa này thực ra tôi định đổi là ứng dụng là hấp dẫn trong kinh doanh online, nhưng mà thực sự thì lại không thể đổi như thế được, bởi vì mọi người sẽ không hiểu hấp dẫn là cái gì. Đó, nhưng thực sự các khóa này này, các bạn sẽ thấy rằng tự ứng dụng khá nhiều hấp dẫn đấy. Đặc biệt là ngay từ đầu tôi đã cho các bạn làm một cái bản thôi miên. Tôi theo dõi thì hiện tại các bạn đã không làm mấy đâu. Cái bản đó tôi đang cho các bạn làm đấy, hiện tại làm nó chịu khó làm đấy. Đấy, bản đó là một bản thôi miên bán hàng đấy, chả thấy làm gì cả đấy. Ngày có khoảng tầm 20 người nghe, rất ít người nghe. Chú ý nghe cái bản cho mình nếu bạn muốn có một năng lượng động lực và cách làm mạnh. Trong cái cách làm việc của tớ vẫn hay chia sẻ các bạn nhé, đúng, đủ và đều. Nhớ tớ nhé, không cần phải giỏi, bạn cứ làm đúng đi. Thứ hai bạn làm đủ cái lượng đi, và thứ ba làm đều cái lượng đấy, đúng, đủ và đều. Cứ làm hết cho mình cái đó, đủ lượng bài tập và đều đặn mỗi ngày. Từ ngày học nó dẫn cái cuộc sống em rất nhiều điều may mắn thầy ạ. Chúc mừng Thảo nhá, chúc mừng Thảo nhá, chúc mừng em.
Các bạn phải chịu khó nghe nhá. Ok, rất tuyệt vời, Dung vẫn chịu khó nghe. Các bạn nghe đi, không phải tự nhiên tớ viết ra cái bản đó đâu. Rồi, bây giờ các bạn thấy rõ chưa? Có hai việc nếu các bạn đang là người bán hàng, tôi muốn các bạn sửa luôn. Cái số 1 là cái tâm thế, cái cảm xúc của bạn trong bán hàng, sửa. Và cái thứ hai là tiền. Cái thứ hai là tiền. Nhớ đây nhá. Cái cảm xúc bạn là tiền, cách chi tiêu bạn. Nếu ai đã được học từ, hãy nhớ đến cái nguyên tắc này. Trích ra 10% cho ăn chơi, trích ra 10% cho mua sắm và chi tiêu cho những khoản trong cuộc sống các bạn. Rất nhiều bạn học viên, đặc biệt là hướng dẫn, mình đã từng dạy các bạn cái đó rồi. Mình đã từng dạy cái đó rồi. Thế em muốn tìm cái file tìm động lực trong kinh doanh với ạ? Cái thầy chia sẻ buổi 1 đấy. Cái file chưa ghi âm em ạ. File chưa ghi âm. Tìm động lực trong kinh doanh. Chưa ghi âm em ạ, chưa ghi âm. Hình như điện thoại ghi sao, nhưng mà theo nghĩa là trên mình đăng lên, mình chưa đăng lên đâu. Đấy, nếu hôm nào mình tự tính sẽ làm lại các bạn thông viên đó cho mọi các bạn. Nhớ nhớ nhá, đấy là hai nguyên tắc của luật hấp dẫn. Bản thân bạn phải tự sửa lời, bản thân bạn phải dễ tính đi, thì hãy nghĩ đến tìm được khách hàng dễ tính. Và cái điều số 2 là bạn phải thực sự là người có tâm, thực sự là người có những cái cảm giác thực sự muốn giúp khách hàng, thì các bạn mới thay đổi. Đó, thì đấy là hai nguyên lý trong tư vấn bán hàng. Và thực sự thì có một cái lộ trình bán hàng nó rất khá là dài, thì ở đây mình không thể chia sẻ được hết, có thời gian sau này mình sẽ chia sẻ các bạn sau. Đó là một cái quy trình kịch bản chuẩn trong bán hàng. Đó, nó có những cái quy trình đó. Đó, ở đây thì sẽ chia sẻ không đủ thời gian, nhưng có hai điều như ngày hôm nay các bạn được học. Thứ nhất là cái tâm thế bán hàng, mình chỉ nói rất ngắn như thế thôi, nhưng nếu ai thực sự ngẫm lại cái phần đó của tớ ấy, các bạn sẽ học được rất là nhiều điều từ đấy. Và thứ hai là nhận diện DISC, bán hàng theo DISC, là hai cái việc rất là quan trọng trong cái phần 1 đó. Đấy, đây là một cái đặc trưng rất đặc biệt, mình muốn các bạn hãy nghe lại nha, hãy nghe lại nhiều lần để áp dụng chúng ta thành công. Rồi, các bạn hiểu cái phần kiến thức hôm nay chưa? Có gì thắc mắc hoặc câu hỏi gì cần xử lý không? Có câu hỏi gì cái thắc mắc mà cần phải xử lý không? Mình comment tôi hướng dẫn nào. Đấy, đấy là hai điều các bạn luôn nhớ thôi nhé, tâm thế bán hàng và tiền quyết định, và cuối cùng là nhận diện DSC. Đó là những cái việc trong ngày livestream ngày hôm nay muốn chia sẻ. Đó, nói chung là chia sẻ một livestream chốt sale ấy khi mất đến 4 buổi, không phải 1 buổi đâu, nhưng tôi đang cố gắng co gọn nhất. Thôi thì thẳng phải nhiều mồi thêm, hôm nào rảnh rảnh phải like và phát. Đấy, lại giả dụ lại phải như thế nào đó, lại like tiếp những cái phần tiếp theo cho các bạn. Ok, rất hay nè, quá hay đấy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hôm nay cũng đang chia sẻ gọi là những cái gì mình có thể biết được cho các bạn. Mai dậy năm giờ lại. Chăm sóc khách hàng thì ngày mai nhá, ngày mai sao nào? Chưa. Với ngày mai tôi có khá là một lượng dày công việc với đội leader và đội nhóm. Nếu mai mà xong thì tôi sẽ like các bạn. Khoa tuyệt vời thầy ơi, kiến thức triệu đô không mua được mà chỉ có mất 50k. Đấy thì nó mới vui chứ. Rất hay sư phụ ạ. À. Ok, rồi tôi bắt đầu tôi thích cái câu sư phụ đấy. Đấy, cảm ơn các bạn học trò nha, cảm ơn gọi là cảm ơn các bạn đệ tử ý nhỉ. Tớ đây chưa quen miệng cô đệ tử đâu. Sao đang học còn rất mới đến buổi 5. Sao đấy, em đang chưa chạy được tiếp à? 8 buổi mà em. Thầy ơi, thiền vẫn chưa có cảm xúc thầy ạ. Nếu bên này thì chưa có cảm xúc thì mình chưa nói, nhưng mà bên hướng dẫn mà chưa có cảm xúc thì phải nhắn tin leader để hướng dẫn nhá. Nhắn tin leader cảm xúc, bởi vì phân biệt rất là rõ, đây là dạy về kinh doanh và bên kia là dạy về đặt hướng dẫn. Đây, sư phụ. Ok, cảm ơn các đệ tử. Cảm ơn các đệ tử, nói không quen, cảm ơn các bạn nhá. Rồi, chúc các bạn làm thật tốt. Rồi, chúc các bạn làm thật tốt. Hôm nào quen thì gọi các bạn là đệ tử sau, nếu các bạn quen thì các bạn gọi là sư phụ sau. Đó, các bạn rất nhiều trong buổi ngày hôm nay, chúc các bạn áp dụng và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các buổi tiếp theo. Vẫn còn nhiều cái hay lắm, cứ từ từ. Hôm nay có hay sư phụ ạ, à? Biết được sư phụ nhiều, rất là siêu quá. Hôm nay các bạn sẽ cứ cảm giác như mình thăng chức thì còn hơn là bố các bạn. Rồi, chúc mọi người ngủ ngon nhá. Chúc mọi người ngủ ngon nhá. Tớ lượn lại.